tâm tuần thiên chương 711, khế ước vương quyền. Người tiến vào thế giới này vốn sẽ có được các tin tức liên quan đến điểm tinh tướng, cờ sinh tử, và lại còn có đầy đủ thời gian chọn lựa bộ tộc. Mà hắn tiến vào thế giới này sao, cho nên không có ưu đãi này. Trừ biết các tin tức cơ bản như nơi này là phù lục, có các bộ tộc lớn tồn tại ra thì những thứ khác hoàn toàn không biết gì. Nhưng liên tiếp trải qua thế giới ngọc hành và thế giới ẩn tinh, thì Khương Vọng cũng có một chút thu hoạch đối với việc giáng lâm. Hắn hỏi thẳng, nói nghe xem, nơi này là đâu, các ngươi có dự tính gì? Ngôn ngữ của những người này cũng gần như ngôn ngữ cảnh quốc, không quá khó để giao tiếp. Ừ, việc này. Suy cho cùng thì Khánh Hỏa Kỳ Minh không nhiều kinh nghiệm, đối mặt với câu hỏi của người thiên ngoại, hắn ta sợ bản thân trả lời không đúng, nên quay sang nhìn Khánh Hỏa Cao Sĩ xin trợ giúp. Chúc mừng ngươi. Vừa nhìn, Khánh hỏa cao sĩ đã cảm thấy quả nhiên người trẻ tuổi không quá ổn, vội vàng lộn một vòng bò lên, mang theo sự nhiệt tình đến trước mặt Khương Vọng. Người đã được khánh hỏa tộc bọn ta chọn làm cờ chủ cờ sinh tử lần này, gánh vác trách nhiệm to lớn, có được vinh dự tối cao. Vô chúc đại nhân của tộc ta tự mình ban cho ngươi lửa đồ đằng cao quý, ba ngươi sức mạnh đồ đằng chí thuần chí chính. Mặt mang một vẻ, tiện nghi cho ngươi rồi, còn không nhanh chóng nhận lời. Thật ra Khương Vọng hơi động tâm. Hỏa là chính đạo trong ngũ hành, tộc này lấy hỏa làm tên, có lẽ hơi có bản lĩnh. Hơn nữa, hắn đến lúc này mới giáng lâm, thật ra đã không có lựa chọn. Trừ phi đến các bộ tộc khác, đoạt vị trí với người đến trước. Nhưng hắn vẫn hỏi, ta vừa mới đến đây, trong lòng có chút tin tức tạm thời hiểu chưa quá rõ. Các ngươi lại nói xem, tinh tướng và cờ sinh tử là cái gì? Khánh hỏa cao sĩ nhìn vu chút trẻ tuổi một cái, ý rất rõ ràng là, nói chuyện đi. À Khánh Hỏa Kỳ Minh phản ứng lại Nơi đây là lãnh địa của hỏa tộc Ta là Khánh Hỏa Kỳ Minh Vu chúc của bản tộc Sau đó Liên Thiên giải thích cái gì là cờ sinh tử Tinh tướng, cờ chủ Hắn ta nói câu này câu kia Lộn xộn xà ngầu Cũng may Khương Vọng hệ thống lại rõ ràng Tự mình tóm tắt và phân loại Trái lại có thể hiểu rõ hoàn toàn Cho nên Mục tiêu của chúng ta chính là giành hạng nhất Trong cờ sinh tử Cùng với những người thiên ngoại khác Khương Vọng hỏi. Tực, ừ, giành hạng nhất, đúng vậy, Khánh Hỏa cao sĩ không có khí lực nói. Nhìn vẻ mặt này của gã, liền biết vinh dự tối cao và sức mạnh đồ đằng chí thuần chí chính gì đó chắc là rất không đáng để trông cậy. Nhưng Khương Vọng cũng chưa vạch trần. Người đến sau đương nhiên yếu thế, không có quá nhiều đối tượng hợp tác để lựa chọn. Nhưng cũng có ưu thế, đó chính là có lẽ lúc này những người khác vẫn đều không chú ý đến hắn hiện tại lại lựa chọn một bộ tộc hơi mạnh hơn, tranh đoạt vị trí cờ chủ, thì đương nhiên có thể đạt được mở màn tốt hơn trong cờ sinh tử, nhưng cũng khó tránh khỏi việc mất đi ưu thế không khiến người khác chú ý. Khánh hỏa cao xí móc ra một cuốn lụa vàng không biết từ đâu, nếu người đến từ thanh không đã biết tình hình, vậy thì hãy ký tên của mình lên khế ước vương quyền. Gã thúc giục, mau ký xong, chúng ta tranh thủ thời gian, lập tức sắp xếp ban cho ngươi sức mạnh đỏ đằng chí thuần chí chính dáng vẻ cực giống như một tên lừa đảo. Khương vọng như cười như không nhìn gã. Ngay khi trong lòng thánh hỏa cao sĩ chợt thấp thỏm, cười hỏi, ký thế nào? Các ngón tay viết lên là được, Khánh hỏa cao sĩ gấp gáp móc một cây dao nhỏ ra đưa cho hắn. Bởi vì quá kích động, mũi đao phóng thẳng lên mặt Khương vọng. Khương vọng hơi ghét bỏ dùng hai ngón tay kẹp lại, trả nó về, tự ta có kiếm. Cũng được, cũng được. Khánh hỏa cao sĩ ngượng ngùng thu dao nhỏ lại lượt vị này làm cờ chủ cho bộ tộc, gã đường đường thủ lĩnh của một bộ tộc, cũng là đã hết sức rồi. Thể diện gì đó đều không cần, thu dao nhỏ lại liền nhích đến gần, vẽ tùy tiện hai nét là được, có máu liền có hiệu lực. Cái tên khế ước vương quyền này trông vô cùng vang dội, nhưng vẽ ngoài lại vô cùng giản dị. Vừa nhìn thì thấy đó chính là sách lộ phổ thông, toàn thân sáng vàng. Chẳng qua hẳn là đã trải qua nhiều năm tháng rồi, hiện ra nét cũ kỹ ngón tay khương vọng nhẹ nhàng quẹt qua bên ngoài vỏ kiếm trường tương tư chỉ thoáng phóng nhuệ khí không cần rời vỏ thì ngón tay đã bị cắt viết nguyệt ngoạc trên vải lụa vàng ba chữ trương lâm xuyên được rồi khánh hỏa cao sĩ hài lòng thu lụa vàng lại khế ước vương quyền đã ký gã không còn sợ cái tên gọi trương lâm xuyên này chạy mất chỉ cần không bị người khác giết chết không ký kết khế ước vương quyền mới thì hắn chỉ có thể đại diện bộ tộc khánh hỏa xuất chiến cờ sinh tử Vậy vu chúc đại nhân Chuyện còn lại giao cho ngươi Nói xong Khánh hỏa cao sĩ liền cất lụa vàng vào nghênh ngang rời đi Trong lúc rời đi Còn thuận tiện hôn một câu với tộc nhân phía trước tế đàn Đều ngẩn người ở đây tìm chết à Còn không mau đi làm việc Trong phút chốc Tộc nhân của bộ tộc Khánh hỏa đều tản đi thương vọng nhìn bóng lưng gã Chớp chớp mắt Mặc dù trước khi ký tên đã xác thực biết mình bị hố rồi, nhưng giờ phút này cái cảm giác đã bị hố vẫn vô cùng mạnh mẽ. Vị đại thúc trên mặt có tám vệt đỏ này, thái độ trước và sau cũng thay đổi quá nhanh đi. Dù gì thì cũng che giấu một chút, làm bộ chút đi. Người bị hố không cần đồng tình sao? Khương vọng chú ý hơn là, lúc trời đi thì những người này không một ai hành lễ với vũ chúc, có thể thấy được địa vị vu chúc đại nhân trẻ tuổi của bộ tộc Khánh Hỏa rất đáng lo hắn đang chú ý khánh hỏa kỳ minh khánh hỏa kỳ minh cũng chú ý đến hắn thật ra hắn ta hơi thiếu tự nhiên nói cũng không nhất định phải được hạng nhất mười mấy hạng đầu cũng được đó dựa theo lịch sử ghi chép người thiên ngoại giáng lâm lúc sau thông thường đều không mạnh mẽ như những người giáng lâm sớm nhất đạt được hạng mười mấy trong cờ sinh tử thì đối với bộ lạc khánh hỏa cũng đã là có lãi thực sự không thể cố đòi hỏi nhiều hơn cụ thể là mười mấy Khương Vọng hỏi. Có thể là 16, cũng có thể là là 17, 18, cái này cần phải xem tình hình. Khánh Hỏa Kỳ Minh theo tiềm thức đáp trả, nhìn thấy ánh mắt cạn lời của Khương Vọng, mới xấu hổ nói, chê cười rồi. Hoặc là 16, hoặc là 17, 18. Nói rõ mục tiêu của bọn họ hoàn toàn quyết định bởi yếu tố người thiên ngoại này. Những bộ tộc không có người thiên ngoại làm cờ chủ, chỉ có thể phái ra một nhóm tộc nhân chưa thể siêu phàm tham gia cờ sinh tử, bất kỳ người thiên ngoại nào đều có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Ý nghĩa chính là ta là hạng nhất đếm ngược. Khương Vọng hơi không vui hỏi, tộc các ngươi lấy hỏa làm tên, cũng nên là tộc lớn, sao lại không có chí khí như thế? Khánh hỏa kỳ minh lúng túng, xuyên thấu qua lớp mặt nạ cũng có thể để người ta cảm nhận được. Việc đó, hỏa bộ có 36 tộc, bọn ta chỉ là một trong số đó. Một, Khương Vọng vừa nghe liền đau đầu, cụ thể thực lực xếp tại thứ mấy? Sạch, trong 30 hạng đầu. Khương Vọng rõ ràng. Thì ra là hạng thứ 30. Đứng thứ 30, cũng coi như không tồi. Không tồi cộng lông chân. Hỏa bộ có 36 tộc mà đứng thứ 30, vậy đã là đứng chót trong chót. Ngay cả 10 vị trí đầu trong hỏa bộ mà cũng không chen vào được, vậy mà dám tự xưng là hỏa tộc. Khương Vọng cố gắng bình tĩnh mà hỏi, phù lục có tổng cộng bao nhiêu bộ tộc. Cái này thì nói rõ được này. Giọng nói của Khánh Hỏa Kỳ Minh lại mang cảm giác lấy làm tự hào, phù lục của chúng ta rộng lớn vô ngần, số lượng bộ tộc đếm không hết. Không phải nói chỉ có 100 tộc tranh chấp sao. Giọng điệu của Khương Vọng càng bất đắc dĩ. Đó là vì chỉ có các bộ tộc đứng hạng trên 100 mới có tư cách tiến vào cờ sinh tử, cho nên mới nói trăm tộc tranh chấp, Khánh Hỏa Kỳ Minh xua xua tay, ngươi sẽ không biết phù lục lớn đến mức nào đâu. Khương Vọng yếu ớt mà hỏi, "Như vậy trong 100 tộc tiến vào cờ sinh tử thì các ngươi có thể xếp hạng thứ mấy?" Hắn an ủi bản thân, "Có lẽ 36 tộc của Hỏa Bộ đều đặc biệt mạnh thì sao? Họ cũng vào được hạng 100, cũng không phải không có khả năng. Chắc là, có lẽ đại khái có cơ hội đúng không?" Hắn thật sự không phải một người am hiểu tự lừa gạt chính mình. À, lúc này Khánh Hỏa Kỳ Minh lại biết xấu hổ, châm trước mã tìm từ lần này có cờ chủ là ngươi thì chắc xếp thứ mười mấy cũng được mà không có ta thì các ngươi không vào được xếp hạng đúng không khương vọng vốn tưởng tuy đây là một cái hố to nhưng dựa vào thực lực của hắn thì vẫn có thể nhảy lên được nhưng nhảy xuống rồi mới phát hiện con mẹ nó đây là vực sâu được rồi khương vọng thở dài một hơi cờ sĩ cờ tướng cờ tốt mà các ngươi chuẩn bị cho ta đâu hiện tại phải bắt đầu huấn luyện chúng ta thích ứng làm quen với nhau trước một chút đã. Không có võ giả siêu phàm kết hợp với binh trận, nhưng chưa chắc không thể đạt được chiến lực siêu phàm. Ô cờ sinh tử, đây có thể xem như một trợ lực. Tựa như Trọng Huyền Thắng đã nói, cho dù là kẻ nào thì cũng có cách dùng. Cái này. Khánh Hỏa Kỳ Minh cứng đờ mà chuyển đề tài đi, chúng ta đi điểm thanh trước được không? Vì thế Khương Vọng đã rõ. Cả cờ sĩ, cờ tướng, Cờ tốt mà bọn họ cũng chưa chuẩn bị sẵn. Hóa ra họ chỉ trông cậy vào điểm tinh tướng có thể thành công. Khánh hỏa bộ này không để tâm đến mức này ư. Các ngươi có thể gấp gáp một chút hay không? Khương vọng tức giận quát. Lập tức đi dục, lập tức đi dục, khánh hỏa kỳ minh lớn tiếng la lên, đi, chúng ta lập tức đi đến hỏa từ. Điểm thanh, tức là hình xăm, là quá trình giao cho sức mạnh đồ đằng nói đơn giản chính là xăm hỏa đồ đằng của khánh hỏa bộ lên trên người trước sau đó vu trúc lại lấy đồ đằng của bản thân dẫn đạo rót sức mạnh vào hỏa từ là kiến trúc mà 36 tộc hỏa bộ phù lục đều có là nơi quan trọng nhất của một tộc hỏa bộ cũng là nơi cư trú và tu hành của vu trúc đối với hệ thống sức mạnh đồ đằng mới lạ này khương vọng mang theo thái độ thận trọng cũng không chịu trực tiếp chấp nhận cho dù rằng hệ thống sức mạnh trước đây hắn chưa từng biết này có thể mang đến sức mạnh mới cho hắn. Sau nhiều lần trao đổi với Khánh Hỏa Kỳ Minh, còn chính mắt nhìn thấy hỏa đồ đằng trên người mấy tộc nhân Khánh Hỏa bộ, hắn mới có chút hiểu biết đối với loại sức mạnh này. Nếu nhất định phải so sánh thì trong nhận thức của Khương Vọng, sức mạnh đồ đằng càng giống một loại trận văn. Nguyên lý đều là thông qua điều động ngoại lực để hình thành sức mạnh siêu phàm. Điểm khác nhau ở chỗ, trận văn thường điều động sức mạnh thiên địa còn sức mạnh đỏ đằng thì không đơn thuần là ngoại lực, cũng có một phần đến từ bên trong người sử dụng. Sau khi hiểu biết, hình như cũng không có vấn đề gì. Nó chỉ là một loại sức mạnh, bản thân nó không đại biểu bất kỳ ý nghĩa gì nếu người sử dụng không muốn giao phó cho. Nhưng Khương Vọng vẫn cẩn thận mà hỏi, đồ đằng trên người có thể xóa được không? Sau khi trở lại hỏa từ, Khánh Hỏa Kỳ Minh đã gỡ cái mặt nạ khoa trương chỉ thuộc về vu chút kia xuống, cũng đặt cây cung lên trên đài. Da hắn ta hơi đen, hàm răng lại rất trắng. Trên mặt hắn ta cũng không có đường cong đỏ đậm, mà ở giữa trán có một hình xăm ngọn lửa, màu sắc đỏ tươi, nhìn cực kỳ sinh động. Nghe thấy câu hỏi của Khương Vọng, hắn ta ngẩn người. Ai lại muốn xóa đồ đằng kia chứ? Người bình thường cầu còn không được nữa là. Khánh Hỏa Kỳ Minh nói xong mới phản ứng lại, người trước mắt không phải là người trong phù lục, cũng hoàn toàn không có hiểu biết sâu về ý nghĩa của đồ đằng, có suy nghĩ khác cũng rất bình thường. Vì thế hắn ta trả lời, được, nhưng cũng cần Vu Chúc tới chủ trì, bình thường khi Trừng phạt tộc nhân làm ác thì sẽ do Vu Chúc làm chủ xóa đồ đằng đi. Cũng không khó, đơn giản hơn giao phó đồ đằng nhiều. Bởi vì sức mạnh đồ đằng là Vu Chúc thông qua nghi thức để mượn từ căn nguyên đồ đằng, lúc trả cũng nên do Vu Chúc chủ trì. Khương Vọng khẽ gật đầu, lại hỏi, hỏa từ của các ngươi thờ phụng vị hỏa thần nào? Khánh Hỏa Kỳ Minh đột nhiên tức giận nói, chúng ta không thờ phụng thần linh nào cả, cái chúng ta thờ phụng chính là lửa, cung phụng chính là lửa. Cũng chỉ là lửa thôi. Thì ra là tín ngưỡng căn nguyên. Đối với người tín ngưỡng, tôn kính căn nguyên mà nói, những cái gọi là thần linh trong lĩnh vực căn nguyên càng như kẻ trộm, mà không phải đấng tồn tại trí cao vô thượng gì. Hỏi bọn họ cung phụng hỏa thần nào, đã gần như một lời sỉ nhục. Cũng khó trách Khánh Hỏa Kỳ Minh tức giận như vậy. Rất xin lỗi, Khương Vọng Thành thật nhận sai, ta mới tới thế giới này, có rất nhiều chuyện không biết. Ta không có ý xúc phạm đến tín ngưỡng của các ngươi. Thái độ của Khương Vọng rất thành khẩn, hơn nữa điều hắn nói cũng là sự thật. Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng không tiện so đo tiếp, chỉ buồn bực mà hỏi. Muốn điểm thanh ở vị trí nào của ngươi? Khương Vọng nói, phía sau lưng đi. Ta đi lấy dụng cụ điểm thanh, Khánh Hỏa Kỳ Minh đứng dậy đi vào phòng trong của Hỏa Từ trước đó khương vọng đã đánh giá tòa hỏa từ này lúc này rảnh rỗi nên nhìn càng kỹ hơn đa số kiến trúc trong khánh hỏa bộ đều rất đơn sơ tòa hỏa từ này hoàn toàn không hoa mỹ nhưng bất kể là chỗ ngồi đài cúng tế hay là vách tường tất cả đều được vẽ các loại hỏa thú cổ quái hiếm lạ có vài con như đê lại như chó nhưng đa số hỏa thú đều làm khương vọng cảm thấy rất xa lạ quả thực tìm không ra cái gì có thể so sánh cả Khương Vọng sớm biết hiện thế không phải là thế giới duy nhất, xâm hải nguyên giới, bao gồm cả thế giới một mảnh cát vàng không biết tên do ấn nguyên tỉnh chiếu rọi kia, đều là những thế giới khác nhau. Nhưng chỉ có cấu tạo của thế giới phù lục hiện tại có vẻ càng kỳ lạ. Hắn mơ hồ cảm nhận được, nếu thế giới cũng phân chia cấp bậc, bỏ qua không nhắc đến hiện thế thì hẳn phù lục sẽ cao hơn xâm hải nguyên giới và mảnh biển cát kia. Điều này cũng có nghĩa là, có lẽ sức mạnh cực hạn của thế giới này cũng cao hơn hai thế giới còn lại. Bởi vậy hắn suy luận, người mạnh nhất trên phù lục sẽ mạnh hơn tiểu phiền bà bà. Là tế ti duy nhất của thánh tộc xâm hải, có lẽ tiểu phiền bà bà là người mạnh nhất trên xâm hải nguyên giới ngoại trừ Yến Kiêu. Khương Vọng cũng không rõ chiến lực thật sự của bà, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Nhưng phỏng chừng không thấp hơn cảnh giới thần lâm. Trung Quy Khương Vọng cũng từng tiếp xúc với cường giả thần lâm, trực giác của hắn mách bảo tiểu phiền bà bà cũng không yếu hơn cấp bậc này. Mà trong thế giới phù lục, có lẽ vị đại thúc trung niên thánh hỏa cao sĩ trên mặt có vẻ tâm đường tơ hồng kia chính là người mạnh nhất trong thánh hỏa bộ. Có cơ hội phải thử thực lực của gã xem đến mức độ nào mới được, hương vọng thầm nghĩ. Thế giới kỳ quái làm hắn tò mò, cũng làm hắn tràn ngập lạc thú thăm dò. Hai hệ thống sức mạnh khác biệt va chạm, giúp hắn thấm nhuần con đường tu hành của bản thân càng sâu hơn bước bỏ thù hận và áp lực khi đối mặt với thế sự chỉ bàn về tu hành thì hắn có được lạc thú theo đuổi vô hạn đứa bé năm đó đã một mình bước lên con đường đi đến đạo quán cầu học còn không phải là vì hướng tới tu hành hay sao lúc này khánh hỏa kỳ minh đã ôm một cái hộp gỗ sơn hai màu đỏ đen đi tới chỗ ngồi sau đó ngồi đối diện với khương vọng quay người để lộ lưng hắn ta nói vì thế khương vọng cởi áo trên xuống trực tiếp xoay người ngồi đưa lưng về phía khánh hỏa kỳ minh Hắn ngồi thật thẳng, cuộc sống như một thanh kiếm, chui kiếm chống ngay thắt lưng, mũi kiếm chỉ thẳng lên thiên linh. Khánh Hỏa Kỳ Minh liếc nhìn một cái, các vết sẹo như miêu tả lại những cuộc chiến từng trải đều bị lượt qua, thứ mà ánh mắt hắn ta nhìn thấy đầu tiên chính là đóa bạch cốt liên hoa nở rộ ở chỗ giao nhau giữa xương cổ và cuộc sống của Khương Vọng. Thế nào? Cảm nhận được sự chần chờ của Khánh Hỏa Kỳ Minh, Khương Vọng cất tiếng hỏi. "Đóa bạch cốt liên hoa trên y ưng của ngươi?" tà dị. Có một chút, Khánh Hỏa Kỳ Minh tìm từ rất cẩn thận. Hắn ta thật sự không giống một người quyền cao chức trọng. Nhìn từ kiến trúc của hỏa từ này, đáng lẽ địa vị của vu trúc rất cao mới đúng. Dấu vết do một tà thần để lại, sớm đã không còn ảnh hưởng gì, giọng điệu của Khương Vọng thật tùy tiện, thuận miệng hỏi, người có thể xóa nó đi không? Hắn đã sớm tự cảnh cáo bản thân không dùng bí pháp của bạch cốt đạo, nhưng vẫn không thể giấu đi được đồ án bạch cốt liên hoa trên lưng có lẽ từng tiếp xúc với bí pháp mà bạch cốt tôn thần truyền lại thì không thể hủy diệt ấn ký này có lẽ chỉ khi nào bạch cốt tôn thần hoàn toàn tiêu vong thì nó mới biến mất mà còn có một khả năng khác là vì khương yểm tồn tại trong thông thiên cung đến hiện giờ khương yểm vẫn là một trong những vấn đề không thể giải quyết được ngày thường cũng không thấy bạch cốt liên hoa này làm ảnh hưởng gì đến hắn khương vọng cũng không thể xẻo đi một lớp da nên đành phải gác lại chuyện này khánh hỏa kỳ minh dừng lại một chút sau đó đáp ta cũng không hiểu biết lĩnh vực thần linh, không tiện thử nghiệm trên người của ngươi. Cũng không biết hắn ta thật sự làm không được, hay là có kiên kỵ gì. Khương Vọng cũng không miễn cưỡng, vậy mặc kệ nó đi. Nhưng Khánh Hỏa Kỳ Minh nói, nếu ngươi không cần sức mạnh của tà thần, ta có thể giúp ngươi điểm hỏa đồ đằng bên dưới đóa bạch cốt liên hoa này, nó có thể giúp ngươi áp chế một phần, trừ khử tai họa ngầm. Có dẫn tới hậu quả không tốt gì không? Khương Vọng nghĩ đến hậu quả xấu trước. Nếu hai loại đồ án này không kết hợp tốt thì. Khánh Hỏa Kỳ Minh suy nghĩ, không quá khẳng định mà đáp, trong rất ảnh hưởng đến mỹ quan. Khương Vọng. Ý ta hỏi là phương diện tu hành, Khương Vọng nói. Khánh Hỏa Kỳ Minh trả lời, đồ đằng là phương thức tu hành của phù lục chúng ta, bao nhiêu năm nay đều là như thế. Phương thức tu hành của các ngươi có hại gì với các ngươi không? Vậy Khương Vọng không có ý kiến, vậy thì làm theo lời ngươi nói đi từ sâm hải nguyên giới đến thế giới biển cắt ấn tỉnh rồi lại đến phù lục, Hương yểm đã không có động tỉnh rất nhiều ngày. Cũng không biết là đang ngủ say hay là bế quan. Có lẽ đóa hỏa diễm đồ đằng này có thể mang đến cho gã một bất ngờ. Khánh hỏa kỳ minh dùng một con dao nhỏ đang cháy khắc lên sống lưng của Khương Vọng, những nơi ngọn lửa liếm qua cũng không làm tổn thương da thịt, chỉ để lại dấu vết màu đỏ đậm. Quá trình điểm thanh sẽ đi kèm theo cơn đau bỏng rắc cực kỳ mãnh liệt. Dựa theo cách nói của Khánh Hỏa Kỳ Minh, đây là quá trình giao lưu với sức mạnh đồ đằng, đau đớn là điều không thể tránh khỏi, Khương Vọng nhịn không được có thể kêu to, nhưng tốt nhất đừng nên lộn xộn, vốn dĩ dựa theo quy tắc thì hắn ta phải trói cố định Khương Vọng lại để tránh hắn không chịu đau được mà lộn xộn trong quá trình này. Đương nhiên Khương Vọng không có khả năng đồng ý, dù là trong tình huống nào, biến bản thân thành thịt nằm trên thớt đều là hành vi ngu xuẩn. Cuối cùng Khánh Hỏa Kỳ Minh chỉ có thể bắt đầu như vậy. Làm hắn ta kinh ngạc chính là, trong toàn bộ quá trình, Khương Vọng không nhúc nhích cái nào y như một pho tượng điêu khắc. Phải biết là, chui tự hỏa chi đao này của hắn ta chính là bảo vật truyền thừa của vô chúc thánh hỏa bộ. Thật ra lửa này không tổn thương da thịt, mà là khắc ấn lên thần hồn. Hỏa đồ đằng cũng không phải do vô trúc trực tiếp khắc họa ra, mà là sau khi vô chúc khắc họa thần hồn, thân thể tự động sinh ra đồ đằng tương ứng. Thoạt nhìn như khắc lên, nhưng thật ra có khác biệt về bản chất nhưng nhiều năm tháng trôi qua cách nói điểm thanh cũng chậm rãi kéo dài cho nên loại đau đớn này là chạm đến phương diện thần hồn người bình thường căn bản không có khả năng chịu đựng nổi trên cổ người này cộng lên gân xanh có thể chứng minh hắn cũng đau nhưng ở vị trí mà khánh hỏa kỳ minh khắc họa tất cả da thịt gần đó đều bị cứng rắn khống chế vào trạng thái tương đối thả lỏng làm vậy là vì không muốn ảnh hưởng quá trình khắc họa đồ đằng cố gắng đạt tới hiệu quả tốt nhất Loại ý chí và lực khống chế đáng sợ này khiến Khánh Hỏa Kỳ Minh nhớ tới người mà Dưỡng Phụ từng không ngừng nhắc tới, vì cường giả không xuất thế của Khánh Hỏa bộ kia. Nghe nói biểu hiện của hắn trong lúc điểm thanh cũng là như thế, cho nên mới khiến Dưỡng Phụ làm vu chút cả đời vẫn khắc sâu ấn tượng, đáng tiếc chính là, người nọ sớm đã rơi vào ưu thiên. Khi mọi chuyện kết thúc, Khánh Hỏa Kỳ Minh tức tự hỏa chỉ đau đi, lại lấy ra một miếng vải bố xám xịt từ trong hộp, chùi lên sống lưng khương vọng một cái. Nói ra cũng kỳ lạ, vừa chùi một cái thì cảm giác rác bỏng kia đã lập tức biến mất. Cả người khương vọng thả lỏng lại, lúc này mới phát giác trên trần mình đã chảy đầy mồ hôi. Xong rồi. Hắn kiệt sức mà hỏi. Đồ đằng đã thành hình, còn cần rót sức mạnh đồ đằng vào. Khánh hỏa kỳ minh vừa thu gom đồ đạc vừa nói, tộc trưởng đã đưa định mức cho ta rồi. Khương vọng thuận miệng hỏi, mảnh vải bố màu xám này của ngươi có lai lịch gì vậy? Khánh hỏa kỳ minh cười mà không nói vì thế khương vọng hiểu đại khái đây là bí mật của vu chúc khánh hỏa bộ không tiện trình bày hắn cũng không thèm để ý chỉ tiện tay bấm chú tạo ra một tấm thủy kính đặt ở phía sau lưng quay đầu lại nhìn đồ án trong tấm kính đó chỉ thấy một đóa hoa lửa đỏ rực như đang bốc cháy phía trên có một đóa bạch cốt liên hoa như đang nở rộ đỏ và trắng tô điểm cho nhau xen lẫn nhuộm màu lên nhau cảm giác tà dị của bạch cốt chỉ liên đã bị trung hòa mà cảm giác mãnh liệt rực cháy của ngọn lửa đỏ rực kia cũng ôn hòa đi một chút. Cho dù xem nhẹ ý nghĩa mà chúng tượng trưng thì đây cũng là một bộ đồ án cực kỳ mỹ lệ. Khương Vọng yên lặng nhìn một hồi, đột nhiên nhớ tới một vài hình ảnh, vì thế hắn phất tay đánh tan đi thủy kính. Nhìn vẻ mặt của hắn, Khánh Hỏa Kỳ Minh đột nhiên hôi, ở thế giới bên ngoài thanh thiên của các ngươi, hiện trạng của thần linh là như thế nào? Khương Vọng khẽ lắc đầu, thời đại thần đạo thịnh hành đã là lịch sử mà cái ta tiếp xúc không cần đề cập tới làm gì nói tóm lại chính thần vẫn được người ta kính ngưỡng có được chút hương khói tà thần thì bị người người phỉ nhổ cũng chỉ có thể lén lút truyền bá tín ngưỡng nhưng cũng không phải tất cả thần linh đều cần tín ngưỡng thần đạo là hệ thống tu hành rất phức tạp ta không quá hiểu khánh hỏa kỳ minh cố ý vô tình mà nói ở phù lục của chúng ta cái gọi là thần sẽ không chiếm được bất cứ tín ngưỡng nào cả vì sao? thần có ta, có ta thì nhất định có tư. Mà không thể vô tư thì sao xứng trở thành thần? Cho nên thần là một loại nghịch biện, người phụ lục chúng ta cho rằng thần chân chính cũng không tồn tại. Nếu có thì chỉ là kẻ trộm căn nguyên, trộm cấp tín ngưỡng mà thôi. Thần có ta, có ta thì nhất định có tức đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe nói đến lý luận này, nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý có thể nhận thức được điều này thì phù lục thật sự là một thế giới ghê gớm khương vọng lắc đầu nói ta chưa bao giờ tinh thần hắn hiểu lời nhắc nhở của khánh hỏa kỳ minh đối phương hiểu lầm có lẽ hắn mang lòng sùng kính đối với thần linh mà bạch cốt liên hoa đại diện thấy khương vọng tỏ thái độ như vậy khánh hỏa kỳ minh cũng không nhiều lời chỉ ôm hộp đi vào bên trong cùng ta vào phòng trong khương vọng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi theo khánh hỏa kỳ minh vào phòng trong hỏa từ đi qua một con đường thật dài đường đi xuống phía dưới hơi dốc hai bên có đặt những chậu thang trên cao quẹo qua trái ở chỗ lối rẽ cuối con đường là một gian phòng tối nơi này hẳn đã là chỗ sâu dưới lòng đất bố cục của nó cực kỳ đơn giản bốn bên đều có ngọn lửa đang cháy ở trên cao giữa phòng tối là một cái ao lấy gạch đá màu đỏ rực để lót thành lúc này trong ao rỗng tuếch có thể nhìn thấy dưới đáy và bốn bức tường đều vẽ đồ án ngọn lửa huyền bí hình như là một cảnh tượng chỉnh thể, giống như đang miêu tả cái gì đó. Nhưng phong cách của nó lại thuộc riêng về thế giới này, Khương Vọng cẩn thận quan sát một hồi mà vẫn nhìn không hiểu. À, Khánh Hỏa Kỳ Minh có chút xấu hổ mà nói, vốn dĩ nên ngâm một hồi trong hồ đồ đằng, nhưng hiện tại, người cứ ngồi sổn bên cạnh ao, bỏ tay vào là được rồi. Khương Vọng cũng đoán đại khái được nơi này dùng để làm gì, nghe thấy lời này, mí mắt hắn nhịn không được mà giật giật khánh hỏa bộ này thật sự keo kiệt đến không thể nói nổi khương vọng ngồi xổm xuống dựa vào hướng dẫn của khánh hỏa kỳ minh mà hơi rủ tay phải vào trong hồ đồ đằng lúc này khánh hỏa kỳ minh lại đeo cái mặt nạ khoa trương kia lên xoay vòng quanh hồ đồ đằng vừa đi vừa lẩm bẩm niệm cái gì thì khương vọng vẫn không nghe hiểu nhưng sau khi tiến hành lời cầu khẩn trong cái hồ đồ đằng trống rỗng kia dần dần có sương khói màu đỏ như lửa ra đời nó cực kỳ loãng nhưng vẫn cứ tồn tại sương khói màu đỏ như lửa như cá đuổi theo mồi mà chen chúc đến tay của khương vọng dựa sát vào bàn tay hắn rồi leo lên bơi dọc theo tầng ngoài thân thể để leo lên phần lưng mục tiêu cực kỳ rõ ràng không nghi ngờ gì nữa sương khói màu đỏ này chính là thực thể hóa của sức mạnh đồ đằng nằm trong hồ đồ đằng khương vọng cảm nhận được sau khi bị sương khói này rót vào thì hỏa diễm đồ đằng trên lưng hắn bắt đầu hơi nóng lên sau đó không có sau đó chỉ cảm thấy hơi nóng lên mà thôi bởi vì sương khói màu đỏ trong hồ đồ đằng kia đã tiêu hao gần như không còn. Khánh hỏa kỳ minh kết thúc cầu khẩn, lại tháo cái mặt nạ xuống, sắc mặt hắn ta đỏ lên, cũng không biết là vì tiêu hao quá nhiều hay chỉ đơn giản là ngượng ngùng. Khương vọng tràn đầy oán niệm liếc nhìn hắn ta một cái. Chỉ có như vậy. Cái này gọi là sức mạnh đồ đằng khiến ta trở nên chí thuần chí chính. Thuần hay không, chính hay không thì không biết, ít thì thật sự ít quá ta vừa bắt đầu có chút cảm giác mà thôi. Cái này không thể trách ta, Khánh Hỏa Kỳ Minh vội vàng giải thích, đều là tộc trưởng yêu cầu. Dùng thế nào, dùng bao nhiêu dư lượng sức mạnh đồ đằng trong hồ là chuyện ta không làm chủ được. Lúc này một tiếng nói truyền đến từ gian ngoài. Đúng vậy, việc này không thể trách vô chút. Nếu Thanh Thiên Lai giả có oán niệm thì Khánh Hỏa cao sĩ này dốc hết sức lực để gánh chịu. Thanh Thiên Lai giả, người đến từ trời xanh khánh hỏa cao xí cao lớn cường tráng đi vào phòng tối, vẻ mặt thật thản nhiên. Sao tộc trưởng lại tới đây? Khánh hỏa kỳ minh vội đón chào. Mang cờ sĩ, cờ tướng, cờ tốt của khánh hỏa bộ đến cho cờ chủ xem qua. Khánh hỏa cao xí vừa nói vừa nhìn khương vọng, khách nhân tôn quý, xin hãy tha thứ cho khánh hỏa bộ chiêu đãi không chu đáo. Thật sự không quá chu đáo, khương vọng không khách sáo, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa về số lượng sức mạnh đồ đằng, hắn nói thẳng, ta đi xem người. Ở bên ngoài, Khánh Hỏa cao sĩ nói. Khánh Hỏa kỳ minh có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Ở bên ngoài có nghĩa là những người này còn không có tư cách bước vào hỏa từ, có thể suy ra thực lực như thế nào rồi. Ba người lại đi ra khỏi hỏa từ. Bên ngoài hỏa từ có 16 người đang đứng. 16 lão nhân gần đất xa trời, nếp nhăn sâu đến mức có thể kẹp chết rùi bọ. Cả đám người run run rẩy rẩy, cứ như chỉ cần một trận gió thổi qua là có thể thổi ngã cả hàng người. Khương Vọng nhìn về phía Khánh Hỏa cao sĩ, các ngươi bỏ cuộc phải không? Sao lại vậy? Khánh Hỏa cao sĩ nói, tuy tuổi của những người này lớn một chút, nhưng đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến. Đương nhiên lão binh mạnh hơn tân binh 100 lần. Nhưng lão binh chứ không phải binh toàn là lão nhân. Văn cờ sinh tử cấm dùng sức mạnh đồ đằng, đối với người thường mà nói, nắm đấm sợ tuổi trẻ chính là chân lý. Cương mặt Khương Vọng không lộ ra biểu cảm nào, chỉ hỏi, có phải các ngươi muốn nói cho ta, ta không nên ký phần khế ước kia? Ta đã lựa chọn sai lầm, ta nhìn người không rõ, đúng không? Có thể coi giọng điệu của hắn là nghiêm khắc. Phù lục có nhiều bộ tộc như vậy, hắn thật sự không phải chỉ có thể lựa chọn khánh hỏa bộ. Cho dù cần đi đoạt lấy vị trí, hắn cũng không phải không giành được. Trừ một vài người ít ôi là lôi chim càng ra thì ai có thể chặn được hắn. Trên mặt Khánh Hỏa cao xí xuất hiện chút xấu hổ, việc này đúng là gã làm không đúng. Nhưng gã vẫn nói, không thể sử dụng sức mạnh đồ đằng trong ván cờ sinh tử thì coi như không có trợ giúp gì đối với ván cờ. Dũng sĩ của chúng ta đều chinh chiến ở địa quật mà còn chưa chiếm được sức mạnh đồ đằng bổ sung định mức nên có. Tuy rằng rất có lỗi với ngươi, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Nếu không phải thanh thiên lai giả tiến vào ván cờ sinh tử phải có sức mạnh đồ đằng để lừa gạt ván cờ thì cả chút sức mạnh này gã cũng luyến tiếc đưa cho. Vậy những người này thì sao? Khương Vọng nói, ngươi bảo ta mang bọn họ đi vào ván cờ để giành thắng lợi. Vẫn là vấn đề địa quật, Khánh Hỏa Cao Sĩ nói, thực lực của Khánh Hỏa Bộ bình thường, trấn thủ địa quật rất khó khăn, đa số thanh tráng chiến sĩ đều thay phiên trong coi địa quật. Cũng chỉ có những chiến sĩ có thể dùng để chịu chết, còn đỡ tốn đồ ăn của bộ tộc các ngươi, đúng không? Khương Vọng cắt ngang lời gã nói. Mà 16 lão nhân này đều mang vẻ mặt rất bình tĩnh, chắc sớm đã biết mình phải sắp đối mặt với cái gì, cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Hắn biết được từ lời nói của Khánh Hỏa Kỳ Minh, tơ hồng hiện ra trên mặt tộc nhân của Khánh Hỏa Bộ chính là sự bộc lộ mức độ sức mạnh đồ đằng. Trên mặt Khánh Hỏa Cao Sĩ có 8 sợi tơ hồng, thực lực thật sự có một không hai trong Khánh Hỏa Bộ mà những lão giả đó lại không có cái gì trên mặt cả. Khánh hỏa cao sĩ cũng không che giấu, trực tiếp nói, không phải bảo bọn họ đi chịu chết, mà là dùng họ bổ sung danh sách, gom đủ nhân số tiến vào ván cờ sinh tử. Chỉ là, nếu ngươi có thể giữ bọn họ không chết, đương nhiên là tốt nhất. Không thể thì đó cũng là số phận của họ. Khánh hỏa bộ chúng ta phải tiếp tục kéo dài, không thể lại để thanh niên trai tráng hy sinh như vậy được. Gã là thủ lĩnh một bộ tộc, nói ra những lời này cũng đủ thể hiện sự bất đắc dĩ đến cùng cực. Nhìn từ câu nói này, hoàn cảnh sinh tồn của Khánh Hỏa Bộ còn ác liệt hơn cả tưởng tượng của hắn. Nhưng Khánh Hỏa Bộ chỉ cần giành được một trong 10 vị trí đầu thì đã thỏa mãn, cho nên chờ đến tinh tướng thì đại công cáo thành, họ không có chí tiến thủ, Khương Vọng lại không muốn như vậy. Sau khi hắn đạt thành mục tiêu mà còn cố ý tới thế giới này, không phải vì lấy hạng chót, không phải vì giúp Khánh Hỏa Bộ sống tạm bợt. Nếu ta nói ta có thể giúp các ngươi giành thắng lợi thì sao? Khương Vọng hỏi. Hắn nhấn mạnh là giành thắng lợi, không phải là hạng 16, 17, 18 linh tinh. Khánh Hỏa Cao Sĩ lập tức tỉnh táo tinh thần, trong những thanh thiên lai giả kia, thực lực của ngươi nằm thứ mấy? Rất nhiều người tới từ trên thanh thiên đều quen biết nhau, hiểu biết thực lực của nhau, gã cũng không hoài nghi chuyện này. Khương Vọng tự tin nói, không dám nói là đứng đầu, nhưng ta chắc chắn có thể lấy được một trong năm vị trí đầu tiên lời nói của hắn cực kỳ khí thế cũng thật sự không giả dối khánh hỏa cao xí nhìn nhìn hắn vẫn có chút do dự trong lịch sử thực lực của thanh thiên lai giả sau này luôn không bằng những người trước đó rất đơn giản khương vọng thông dông đáp ngươi có quyền ta có kiếm sao không tự mình thử một lần hắn làm vậy là vừa mang đến tin tưởng cho khánh hỏa bộ vừa muốn tìm hiểu hệ thống tu hành của phù lục đồng thời hiểu rõ thực lực của Khánh Hỏa Bộ, có thể nói một ná bắn ba chim. Khánh Hỏa cao sĩ cười, hiển nhiên câu trả lời của Khương Vọng làm gã cực kỳ vừa lòng. Ngay vào lúc này, ngay vào lúc này, Khánh Hỏa cao sĩ thu nụ cười lại, cũng không chào hỏi cái nào, gã trực tiếp đấm thẳng một quyền đến, nhắm ngay vào ngực Khương Vọng. Khương Vọng cũng dứt khoát giơ tay lên, lấy vỏ kiếm thần long một để chắn nắm đấm của Khánh Hỏa cao sĩ. Hắn muốn thử sức mạnh của người này trước. Võ kiếm vừa tiếp xúc nắm tay kia thì Khương Vọng đã ý thức được sức mạnh của mình không bằng, hắn lập tức thay đổi kinh lực, chuyển đối kháng làm dựa lực, nhẹ nhàng mà bay về phía sau. Người đang bay ngược, võ kiếm đã dựng thẳng. Thuận thế rút kiếm, kiếm khí ngâm ngai một ánh sắc lạnh cắt qua trước người như trăng non vừa mọc. Cũng không thấy động tác như thế nào, nắm tay của khánh hỏa cao sĩ đột nhiên biến thành lửa. Không phải bị ngọn lửa bám vào, cũng không phải thủ thuật che mắt gì, Dựa vào cảm quan xuất sắc đối với nguyên lực hệ hỏa, Khương Vọng cảm nhận rõ được, nắm tay này của Khánh Hỏa cao xí đã mất đi máu thịt, biến thành ngọn lửa thật sự kiếm lao qua, lửa vẫn tồn tại. Nắm tay lửa này đánh úp vào gương mặt. Khương Vọng dựng trưởng ở phía trước, một đóa diễm hoa nở rộ trong lòng bàn tay, và chạm trực diện với nắm tay của Khánh Hỏa cao sĩ. Vụ nổ mạnh trong dự đoán cũng không xảy ra. Hắn chưa kịp khống chế diễm hoa nổ tung thì diễm hoa đã tiêu tán trước một bước. Khương Vọng cảm nhận được, trong nguyên lực hệ hỏa mà hắn khống chế, có một ý thức đột nhiên sinh ra, quấy rối một cách thỏa đáng, khiến Diễm Hoa hỏng mất. Phanh 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 bang bang. Khương Vọng hóa thân thành Diễm Lưu Tinh mà nổ tung. Mà nắm đấm lửa kia của Khánh Hỏa cao xí bỗng nhiên mở ra, năm ngón tay như đang nắm hờ cái gì đó, bỗng nhiên kéo xuống. Diễm Lưu tỉnh Phi xa cực nhanh lập tức ngừng lại, bắt đầu không khống chế được mà ngã xuống. Đây là lần đầu tiên Diễm Lưu Tỉnh bị người ta lấy phương thức như vậy phá giải. Trong Diễm Lưu Tỉnh đang bị kéo xuống, Khương Vọng đạp lên ngọn lửa bước ra. Lại một đạo thuật bị dễ dàng phá giải, nhưng đôi mắt hắn càng ngày càng sáng lên. Hắn cảm thấy hưng phấn. Cách vận dụng sức mạnh đồ đằng thật huyền diệu, khiến hắn mở rộng tầm mắt. Cũng khiến hắn thấy được càng nhiều khả năng. Hắn ngã xuống cực nhanh ở giữa không trung, một tay dựng kiếm xuống dưới, phá vỡ không khí làm mình hạ càng nhanh hơn, khi thấy thân thể mình sắp va chạm vào đối thủ, một tay khác nhanh chóng bấm tay niệm chú. Ti ti ti, ti ti ti. Thịt thịt thịt. Tranh tranh tranh. Bác âm diễm tước. Trong lúc cấp tốc tới gần, diễm tước dày đặt lấy khương vọng làm khởi điểm, rơi xuống vị trí của khánh hỏa cao sĩ. Diễm tước như cây cầu nối liền hai người đang chiến đấu. Dù thế nào cũng không thể bỏ qua uy năng của đạo thuật này. Khánh hỏa cao xí vẫn thông dong như cũ, chỉ mở nắm đấm lửa kia ra rồi siết chặt lại. Những diễm tước triếu trích kia còn chưa tới gần tấn công thì đã tan nát, vỡ vụn ngay trước người. Như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng khống chế được lửa, lại không ngăn được âm. Bác âm hợp tấu, mỗi loại có một kiểu êm tai, cũng có một thế công khác nhau. Trong tiếng giao hưởng khổng lồ, trên mặt khánh hỏa cao xí xuất hiện chút đau đớn trong nháy mắt, nhưng gã không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhảy dựng lên cao, đánh một quyền lên giữa không trung. Một quyền này như chỉ đánh trúng không khí. Nhưng Khương Vọng có thể cảm giác được được, hình như nguyên lực hệ hỏa trong phạm vi chiến đấu bị đánh trúng một tiết điểm nào đó, tất cả mọi thứ đều bị đuổi đi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Tất cả đã trở về với tự nhiên. Đương nhiên, bát âm diễm tước cũng vì thế mà tan đi, không còn nhấc lên nửa phần gợn sóng không hổ là bộ tộc trực tiếp tế bái căn nguyên của lửa, sự khống chế của khánh hỏa cao sĩ đối với lửa cứ như một loại năng lực trời sinh. Sử dụng bất cứ đạo thuật hệ hỏa nào trước mặt gã cũng như tự rước lấy nhục.ít nhất đạo thuật hệ hỏa hiện giờ mà khương vọng khống chế không có một cái nào đạt được hiệu quả với khánh hỏa cao sĩ. Khương vọng chỉ từng được nhìn thấy khả năng khống chế ở mức độ này trên người thiếu niên hoa bào trong thái hư huyễn cảnh kia. Điều làm khương vọng cảm thấy hứng thú nhất là làm sao khánh hỏa cao sĩ tìm được tiết điểm chỉ thuộc về nguyên lực hệ hỏa trong phạm vi này. Điều này quá đáng sợ, cũng quá thú vị. Cố ý sử dụng đạo thuật hệ hỏa chính là vì thử nghiệm khả năng khống chế của khánh hỏa cao sĩ đối với lửa. Hiện tại Khương Vọng đã có được đáp án. Vì thế, hắn tung kiếm. Trực tiếp đón nhận hỏa quyền của khánh hỏa cao si. Vẫy, đâm, kéo, cắt. Kiếm khí như bảo táp lấy phương thức cực kỳ đơn giản lại cực kỳ sắc bén hắn trực diện đối đầu với khánh hỏa cao sĩ ở giữa không trung chiêu pháp của khánh hỏa cao sĩ không có gì hoa lệ chỉ đơn giản là quyền thu quyền ra nhưng mỗi một chiêu đều đấm thẳng vào chỗ yếu hại là quyền thuật thật sự đã luyện ra từ chiến trường mà lúc này khương vọng cũng chỉ dùng phương thức trực tiếp nhất để đối đãi mỗi kiếm không có chiêu nhưng mỗi kiếm đều mang theo khí thế độc đáo kiếm thuật của hắn đều hóa vào mỗi một chiêu kiếm Khá lắm. Họ đang xen qua lại trong chiến trường, Khánh Hỏa cao sĩ trực tiếp nhảy ra ngoài, không khỏi vui mừng nói, ngươi thật sự có thực lực tranh đoạt năm vị trí đầu tiên. Tuy rằng gã còn không rõ thực lực của các thanh thiên lai giả khác là thế nào, nhưng theo ghi chép về thanh thiên lai giả trong những năm qua, thực lực của họ đều ở dưới giới hạn nào đó. Cường giả phù lục cho rằng, đây là cực hạn của thông đạo thanh thiên. Khánh Hỏa cao ý rất khẳng định, dưới giới hạn này, chiến lực mà khương vọng bẫy ra tuyệt đối coi như cao thủ có thể tùy ý rút khỏi chiến cuộc đang đang chéo đủ để chứng minh khánh hỏa cao sĩ vẫn chưa bị buộc đến cực hạn trong cuộc chiến vừa rồi đương nhiên bởi vì là luận bàn nên khương vọng cũng chỉ dùng một phần thực lực để thăm dò mà thôi khương vọng nửa tán thưởng nửa hiếu kỳ mà nói thật không biết phong thái khi tộc trưởng đại nhân hóa thân thành ngọn lửa sẽ gây gớm đến cỡ nào khánh hỏa cao sĩ cười nói ta nhận lời chúc của ngươi Hy vọng ta sớm đến được ngày đó. Phán đoán từ những lời này thì hiện giờ gã còn chưa thể hóa lửa toàn thân, không biết cực hạn hiện tại đến đâu. Nhưng chỉ một quyền hóa lửa kia thôi cũng đã rất cường đại. Khánh Hỏa cao xí chỉ với một quyền hóa lửa mà thực lực đã lên đến nội phủ cảnh. Cũng không thể nói có thể trực tiếp đối đầu với nội phủ cảnh, hai loại hệ thống tu hành khác nhau nên không thể trực tiếp so sánh như vậy. Chỉ là phán đoán đơn thuần từ góc độ của Khương Vọng thì Khánh Hỏa cao xí với một nắm đấm hóa lửa đã mang đến cho hắn áp lực tương đương với cường giả nội phủ cảnh bình thường. Phỏng chừng một cách bảo thủ, nếu Khánh Hỏa cao xí khai hỏa toàn bộ chiến lực thì có lẽ thực lực sẽ nằm ở ngoại lâu cảnh. Mà thậm chí Khánh Hỏa bộ còn không lọc vào bảng xếp hạng trong 100 đội đầu của phụ lục, nhờ thông qua nghi thức điểm tin tướng nên được Khương Vọng gia nhập, lúc này mới có được tư cách gia nhập ván cờ sinh tử. Bởi vậy có thể phán đoán trình độ chiến lực của phù lục còn cao hơn suy nghĩ trước đó của Khương Vọng một chút. Hiện tại Khương Vọng chỉ hy vọng, mấy tên hô mưa gọi gió ở tề quốc kia đừng quá kiêu ngạo ở thế giới này. Nếu lỡ bị cường giả phù lục làm gì thì không lẽ hắn đi nhặt của hời sao? Có lẽ hiện tại tộc trưởng đại nhân đã có chút hiểu biết đối với thực lực của ta, vậy ngươi tính an bài kế tiếp thế nào? Khương Vọng trực tiếp hỏi. Đầu tiên là không có khả năng gia tăng thêm sức mạnh đồ đằng, bởi vì cũng không dùng được trong ván cờ sinh tử khánh hỏa cao xí biểu hiện rất tốt khả năng cần kiệm của thủ lĩnh một bộ tộc có điều kiện sống quá túng quẫn gã suy nghĩ sau đó tiếp tục nói còn về chiến sĩ tham dự văn cờ sinh tử ngươi có thể tự mình chọn lựa trong toàn bộ khánh hỏa bộ thương vọng hỏi trước đó hắn có nghe khánh hỏa cao xí nhắc tới địa quật cho dù hắn cũng không rõ địa quật là nơi nào có nguy hiểm gì nhưng cũng không khó để lý giải đó là nơi đóng quân của những chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong thánh hỏa bộ. thánh hỏa cao sĩ cắn răng nói, đương nhiên, ta lập tức điều một đội chiến sĩ luân phiên trở về cho ngươi, mà do phải trấn thủ địa quật một lần không thể điều động quá nhiều, còn phải làm phiền ngươi nhìn nhiều mấy lần mới có thể xem hết được. cần gì phiền phức như thế? thương vọng nói thẳng, địa quật ở nơi nào? ta đi một chuyến với ngươi là được. lúc này khánh hỏa kỳ minh yên lặng đứng xem cả buổi lại lên tiếng địa quật kết nối với thông đạo ưu thiên quá nguy hiểm ngươi là cờ chủ của khánh hỏa bộ cũng là hy vọng lần này của khánh hỏa bộ tốt nhất là đừng mạo hiểm thương vọng chỉ cười cười sao lại không nguy hiểm phán cờ sinh tử nghe tên thôi cũng biết không phải nơi yên ổn gì đúng không ta đang muốn nhìn thử một chút xem địa quật của các ngươi là nơi như thế nào cũng muốn nhìn thử xem cái gì là ưu thiên được Lúc này thái độ của Khánh Hỏa Cao Sĩ rõ ràng thân thiết hơn nhiều. Vô chúc Đại Nhân, người mang vị chiến sĩ chân chính đến từ thanh thiên này đến địa cuộc lớn nhất của Khánh Hỏa Bộ của chúng ta để đánh giá đi. Sắc mặt Khánh Hỏa Kỳ Minh lập tức trắng ra, ta cũng phải đi sao? Khánh Hỏa Cao Sĩ mang vẻ mặt lạnh lẽo đanh thép nhìn hắn ta, chỉ mang theo tin tướng đi địa cuộc một chuyến, dẫn đường thôi, ngươi cũng không muốn sao. Khánh Hỏa Kỳ Minh há miệng nửa ngày, cuối cùng cũng không nói gì nữa hắn ta rủ đầu, giọng nói cũng trở nên thật quể oải, đi cùng ta đi. Vừa dứt lời, hắn ta dẫn đầu đi về phía sau hỏa từ. Có thể nhìn ra được, hắn ta cực kỳ không muốn, nhưng hắn ta không có cách nào từ chối. Khương Vọng gật đầu ra hiệu với 16 lão binh kia, sau đó mới đi theo Khánh Hỏa Kỳ Minh. Trong đội ngũ của những lão gia gia của Khánh Hỏa Bộ như ngũ gục kia chợt có người hỏi, bây giờ làm gì đây? Chúng ta làm gì hả? Khánh hỏa cao sĩ ở lại chỗ đó trấn an, trở về nghỉ ngơi phơi nắng đi. Lão gia gia kia nói, con mẹ nó ngươi mới già đó. Lão tử còn đánh được lắm. Nữa rồi. Không chỉ già đến run run rẩy rẩy, còn điếc đến không thể nói nổi. Khánh hỏa cao xí cũng giỏi lắm mới gom đủ những người này. Lúc này gã chỉ có thể căng da đầu mà hô to, không cần, không cần các ngươi ra trận. Cái gì? Khi nào xuất phát? Địa quật là một cái tên rất trực quan, là một lỗ thủng trên mặt đất. Trên phù lục là thanh thiên, dưới phù lục là ưu thiên. Thanh thiên treo ở trên cao, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy được. U thiên đen tối bên dưới, bị mặt đất cực kỳ nặng nề ngăn cách, trên cơ bản không thể nào nhìn thấy được. Còn địa quật thì khác. Không ai có thể giải thích rõ địa quật xuất hiện như thế nào, chỉ biết nó liên kết với U thiên. Cả phù lục, tất cả bộ tộc đều phải đối mặt với nguy hiểm bắt nguồn từ u thiên này. Trong truyền thuyết của Phù Lục có kiểu lý giải là, trên thanh thiên từng có rất nhiều ngôi sao, chúng từ thanh thiên rơi xuống u thiên, trong quá trình này đã xuyên qua mặt đất vì thế tạo ra địa quật. Còn bên trên thanh thiên cũng vì những ngôi sao này vỡ nát này mà từ đây chỉ còn thiên xu tĩnh. Quay trở lại địa quật, nguy hiểm xuất phát từ u thiên là tồn tại cực kỳ cụ thể, không phải hư vô. Phù Lục có một câu, rơi từ thanh thiên xuống là tinh tướng nổi từ u thiên lên là tinh thú. Ý nghĩa sâu xa của câu này là, cuộc đời con người đã định sẵn có lúc này lúc nọ. Nhưng nếu các ý nghĩa sâu xa ấy qua một bên thì bản thân câu nói ấy là một lời miêu tả khách quan. Tinh thú tức là tai họa lớn nhất của thế giới phù lục. Những người trên phù lục cho rằng, tinh tướng là sản phẩm của thanh thiên, tinh thú là kết tỉnh của u thiên. Lời này không bàn đến đúng sai nhưng nó thực sự đã trở thành một nhận thức chung. Trên đường đi, từ những tìm hiểu bước đầu về địa cuộc chỗ Khánh Hỏa Kỳ Minh, Khương Vọng cũng đại khái hiểu được vì sao Khánh Hỏa Kỳ Minh lại rất kháng cự việc đến địa cuộc. Dưỡng phụ của Y, vua trúc tiền nhiệm của Khánh Hỏa Bộ đã chết ở địa cuộc. Khương Vọng còn cố ý nghe ngóng được về những người đến từ Thanh Thiên đến trước hắn, tên tuổi có thể không biết rõ nhưng đặc trưng thì rất dễ đoán ra. Lôi chim càng là cờ chủ của xích lôi bộ đứng đầu lôi bộ, Lý Phượng Nhiêu ở tỉnh Thủy Bộ đứng đầu Thủy Bộ, phương sùng ở nguyên thổ bộ đứng đầu thổ bộ khương vô tà thì ở tật hỏa bộ đứng đầu hỏa bộ ngoài ra cờ chủ của thiết một bộ đứng đầu một bộ là một nam nhân bề ngoài vô cùng bình thường theo cách miêu tả của khánh hỏa kỳ minh khương vọng không thể nào liên tưởng hắn ta với những tu sĩ trong trí nhớ nhưng trọng tâm chú ý của khương vọng cũng chỉ có bốn người đầu mà thôi hắn còn cố ý hỏi về vị trí của tịnh thủy bộ Hắn có ý liên hệ Lý Phượng Nghiêu trước chủ yếu là muốn xem thử có thể hỏi xin một món binh pháp phù hợp dùng để huấn luyện tộc nhân Khánh Hỏa bộ không, để các chiến sĩ Khánh Hỏa bộ tuy không thể sử dụng sức mạnh đồ đằng nhưng cũng có thể phát huy được chiến lực siêu phàm trong ván cờ sinh tử. Thạch Môn Lý thị vốn là gia tộc danh tiếng nhiều đời, tất nhiên không thiếu binh trận, nhưng bản thân hắn thì lại chẳng biết chút gì về phương diện này. Những người khác đến phù lục trước lâu như vậy chắc chắn đang nghĩ đủ mọi cách để nâng cao chiến lực của chiến sĩ bộ tộc trong ván cờ sinh tử. Giờ Khương Vọng mới bắt đầu tuyển người nên bị tụt lại phía sau rất nhiều. Nhưng Khánh Hỏa Kỳ Minh lại kiên quyết ngăn cản hắn. Vì chế ước của khế ước vương quyền, trong thời gian chuẩn bị cho ván cờ sinh tử các bộ tộc không thể chinh phạt lẫn nhau. Nhưng Khương Vọng là cờ chủ của Khánh Hỏa Bộ, nếu như tiến vào địa bàn của bộ tộc khác chắc chắn sẽ bị giết chết ngay lập tức. Khánh Hỏa Kỳ Minh ba lần bảy lượt nhấn mạnh, chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra. Thương vọng không phải loại người không chịu nghe khuyên can nên chỉ đành từ bỏ. Trong phạm vi thuộc quản lý của Khánh Hỏa bộ, địa quật lớn nhất tên là Vô Chỉ địa quật. Chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Khánh Hỏa bộ đều ở đây. Vị trí của Vô Chi địa quật cách Hỏa từ khoảng chừng 20 dặm. Bộ tộc cần cường giả tọa trấn, tộc trưởng không thể rời đi được cho nên chỉ có thể để ta dẫn ngươi đi, sắc mặt Khánh Hỏa Kỳ Minh trắng bệch giải thích. Nói câu này vô cùng phí lời, nhưng phí lời thì càng chứng tỏ dao động trong nội tâm hắn ta. Hắn ta cần phải nói vài chủ đề khác để đánh lạc hướng cảm xúc. Trông có vẻ đáng tin cậy lắm, Khương Vọng nói. Trước mặt là một thành lũy được xây dựng bằng đá lớn màu đen, nó ở đó trông như một con thú khổng lồ trầm mặc, khiến người ta không hề nghi ngờ. Nó có khả năng phòng ngự ở một mức độ tương đối. Đúng vậy, rất đáng tin cậy. Nhưng không phải là vì tòa thành lũy này. Khánh Hỏa Kỳ Minh nói, y lấy lại bình tĩnh, cất bước tiến về phía trước. Canh giữ bên ngoài thành Lũy là một đội chiến sĩ của Khánh Hỏa bộ, Khánh Hỏa Kỳ Minh bước lên nói chuyện với bọn họ, hai chiến sĩ cường tráng liền đi sang một bên, chuyển động bàn xoay, cửa đá nặng nề của thành Lũy cũng chậm rãi kéo ra. Đúng vậy, chốt mở của cổng thành Lũy là ở ngoài, nếu nói đây là một pháo đài thì nói nó giống nhà giam sẽ đúng hơn. Chiến sĩ bên trong không giống được bảo vệ mà giống như bị bỏ tù sau cửa đá là một hành lang tối lờ mờ. Dù trong hành lang cách vài bước là có một chậu thang nhưng điểm cuối cùng của nó vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng xa xôi và mơ hồ. Khánh Hỏa Kỳ Minh nuốt một ngụm nước bọt, đi vào đi. Hắn ta đứng yên bất động, nhìn dáng vẻ là định để Khương Vọng đi đầu. Điểm này cũng không hợp với lễ đãi khách lắm. Ngươi chưa từng tới nơi này sao? Khương Vọng hỏi. Trước kia, toàn được chờ bên ngoài. Vô chúc trước đây bảo vệ ngươi rất tốt, Khương Vọng nói, cất bước đi vào trong thông đạo tĩnh mịch. Thọ hạn của người phù lục không khác với nhân tộc hiện thế lắm. Thực ra mà nói, tuổi tác của Khương Vọng vẫn nhỏ hơn Khánh Hỏa Kỳ Minh, nhưng chuyện Khương Vọng trải qua quá nhiều. Cửa tạm thời đừng đóng. Chúng ta sẽ mau chóng đi ra thôi, trước khi đi, Khánh Hỏa Kỳ Minh còn cố ý nói với chiến sĩ thủ vệ. Nhưng chiến sĩ thủ vệ chỉ lắc đầu, không hề cho vô chúc đại nhân chút thể diện nào ngươi còn vào sao? Khương Vọng ở trong hành lang hỏi, không thì ngươi đưa tính vật cho ta, tự ta xuống. Khánh Hỏa Kỳ Minh nổi giận đùng đùng trừng mắt với chiến sĩ kia nửa ngày, nhưng không ngờ Khánh Hỏa Kỳ Minh tính khí nóng nảy cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, đi vào trong hành lang. ầm ầm. Sau khi hắn ta bước vào, cửa đá khổng lồ nhanh chóng đóng lại. Hành lang dài dằng dặc cũng vì thế càng tối đen, u ám hơn khánh hỏa kỳ minh sợ hãi giật mình nhưng bóng dáng của khương vọng vẫn đang ở rất xa ngay cả tiếng bước chân cũng không hề rối loạn bây giờ y có muốn quay lại cũng không kịp nữa nên chân đành bước nhanh đuổi kịp hắn ngươi không biết trong lòng đất có thứ gì cho nên mới có thể bình tĩnh được như vậy khánh hỏa kỳ minh tìm chủ đề để nói chuyện chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có lẽ vậy khương vọng đang nghe truyện trên tv audio cv nói hắn cũng không biện hộ bởi vì hắn hiểu rất rõ Khánh Hỏa Kỳ Minh nói vậy chỉ để an ủi bản thân. Mà câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cũng rất đúng, nếu cương vọng biết bên trong có thứ nguy hiểm gì đó mà hắn không thể đối phó được thì hắn căn bản sẽ không lựa chọn tiến vào. Tiếng bước chân trong hành lang có vẻ hơi đột ngột, ánh lửa chiếu vào gương mặt Khánh Hỏa Kỳ Minh lúc sáng lúc tối. Đường hành lang dài dằng dặc, cuối cùng cũng có điểm cuối. Điểm cuối là cánh cửa được chế tạo bằng kim loại gì không rõ, toàn thân đen nhánh khe hở chính giữa cửa lớn có một hoa văn hình ngọn lửa khương vọng nhường chỗ đứng im khánh hỏa kỳ minh tiến lên một bước đưa tay đặt lên trên cánh cửa kim loại ấn ký ngọn lửa nơi mi tâm phát sáng hắn ta buông thõng cánh tay giọng mệt mỏi nói chờ một lát đi trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu bên trong ngày ngày đều có chiến đấu sao khương vọng hỏi không chắc nhưng tinh thú xuất hiện có lúc rất thưa thớt cũng có lúc rất dày đặc bình thường càng là lúc bắt đầu đến gần ván cờ sinh tử thì tinh thú sẽ càng tới tấp nập sau khi kết thúc ván cờ sinh tử mật độ sẽ lập tức hạ xuống một thời gian tiếp theo đó chính là thời kỳ tĩnh dưỡng của phần lớn chiến sĩ tinh thú là tồn tại như thế nào khánh hỏa kỳ minh há to miệng rồi lập tức ngậm miệng lại trầm mặc một lúc mới nói ta không biết miêu tả với ngươi như thế nào ngươi tận mắt nhìn thấy thì sẽ biết ngay thôi lần chờ này là gần một canh giờ trôi qua Khương Vọng vẫn có thể chờ nhưng sắc mặt của Khánh Hỏa Kỳ Minh đã càng ngày càng khó coi. Không biết bên trong như thế nào rồi, hắn ta bắt đầu không ngừng tự nói một mình. Cánh cửa kim loại to lớn bị mở ra trong tiếng ồn ào. Một nam tử trẻ cục một tay đứng ở trong cánh cửa, liếc nhìn Khánh Hỏa Kỳ Minh nhưng không nói gì. Sau lưng y, ánh lửa lấm ta lấm tấm, giống như một hàng dài chiếm cứ trong đêm tối. Khánh Hỏa Kỳ Minh nhìn nam nhân cục một tay, giải thích Chúng ta thông qua nghi thức điểm tin tướng đã chọn được tin tướng, vị đến từ Thanh Thiên này là cờ chủ, đại diện cho Khánh Hỏa bộ chúng ta tham dự ván cờ sinh tử. Tộc trưởng Bảo ta dẫn hắn đến địa cuộc lựa chọn chiến sĩ. Nam nhân cục một tay nghe vậy hừ trong mũi ra một câu, coi như cũng có chút tác dụng. Nói xong y nghi người tránh vị trí. Thương vọng và Khánh Hỏa Kỳ Minh đi vào chính giữa y mới một lần nữa đóng cửa kim loại lại. Cửa trong này nếu có thể không mở thì hãy cố gắng hết sức không mở, để tinh thú không ra ngoài, Khánh Hỏa Kỳ Minh giải thích với Khương Vọng. Nếu chạy ra ngoài thì sao? Khương Vọng hỏi. Một khi để tinh thú bại lộ dưới thanh thiên, tiếp xúc ánh sáng thiên su. Đó chính là một tai nạn. Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng không miêu tả cụ thể tai nạn, nhưng chỉ riêng biểu cảm sợ hãi xuất phát từ trái tim của hắn ta cũng đại khái có thể tưởng tượng ra mức độ của tai nạn kia. Nơi này giống như một cái động khổng lồ dưới mặt đất. Từ ngoài cửa nhìn sơ qua thì cảm thấy đằng sau cánh cửa là vô số ngọn đuốc được dơ lên cao trong đêm dài. Lúc này đi vào chính giữa, vừa mới nhìn thì thấy dưới những ánh lửa kia đều có người. Nói một cách chính xác hơn là trên đỉnh đầu mỗi chiến sĩ đang ngồi hay đang đứng đều có một ngọn lửa lơ lửng. Đây là hiện hình cụ thể bản nguyên đồ đằng của bọn hắn. Bọn hắn dùng nó để tỉnh dưỡng Khánh Hỏa Kỳ Minh giải thích một câu, lại bổ sung thêm, chỉ vào lúc cực kỳ khó khăn, chiến sĩ của chúng ta mới dùng đến bản nguyên đồ đằng. Trận chiến ban nảy, chắc chắn rất kịch liệt. Sự gian nan của trận chiến ban nảy không cần Khánh Hỏa Kỳ Minh giải thích Khương Vọng cũng có thể cảm thụ được. Những chiến sĩ hoặc ngồi hoặc nằm kia, gần như ai nấy cũng đều mang thương tích. Còn có vài chiến sĩ nằm trên mặt đất ngáy o o, hẳn là họ đang tuân theo một chế độ thay phiên nào đó. Toàn bộ chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ trong lòng đất có khoảng chừng 1.000 người đây đều là chiến lược siêu phàm còn nhiều hơn trong tưởng tượng của khương vọng điều này cũng khiến đánh giá của hắn đối với toàn bộ thực lực của phù lục cao thêm một chút khánh hỏa kỳ minh dẫn khương vọng đi vào giữa đám người nhưng không có ai để ý đến bọn họ vị vua chúc đại nhân của khánh hỏa bộ này hình như rất không được lòng người những chiến sĩ canh giữ ngoài thành lũy ban nãy cũng không tôn trọng hắn ta hình như khánh hỏa kỳ minh cũng chẳng thèm để ý hoặc có thể nói là chẳng có tâm trạng mà để ý Khương Vọng chú ý thấy hắn ta đang run rẩy. Đó là kiểu run rẩy vì sợ hãi. Chắc chắn hắn ta đã từng trải qua việc gì đó, nếu không với thực lực và thân phận của hắn ta thì không thể nào sợ hãi địa quật như vậy được. Khánh Hỏa cao sĩ đặc biệt bảo Khánh Hỏa Kỳ Minh dẫn đường đưa Khương Vọng đến vô chi địa quật chỉ e nguyên nhân chủ yếu là muốn giải quyết tâm bệnh của hắn ta. Trong hoàn cảnh như vậy của phù lục, một vô chúc không thể xuống được địa quật đúng là khó có thể khiến người ta tin phục trên đường đi chiến sĩ cục một tay cũng không nói gì, chỉ dẫn họ đến trước mặt một hán tử mặt đầy râu quai nón. Tộc trưởng bảo tới, chọn người đi tham gia ván cờ sinh tủ, y lời ít ý nhiều. Lên tiếng. Chọn người. Có gì mà chọn? Đại hán râu quai nón nổi giận đùng đùng, không chút khách khí, hắn biết người nơi này thiếu thế nào không? Điều người ở đây đến cờ sinh tử lãng phí thời gian, không thủ địa cuộc nữa là muốn cả khánh hỏa bộ tiêu vong sao? Chiến sĩ cục một tay chỉ quay đầu nhìn Khánh Hỏa Kỳ Minh bảo hắn ta tự giải thích. Ta chủ trì nghi thức điểm tin tướng, nên đón người thanh thiên tới, Khánh Hỏa Kỳ Minh tiến lên nói. Đại hán trâu quai nón lập tức đánh giá Khương Vọng, sắc mặt hơi giãn ra. Vậy cũng không nên đến vô chi địa quật, cứ chọn bừa ai trong tộc đi là được. Cờ sinh tử có thể lấy được hạng 10 thì vài trăm năm nữa sẽ ổn hơn rất nhiều. Dường như trước mặt những người này, lời nói của Khánh Hỏa Kỳ Minh không có bao nhiêu trọng lượng, hắn ta do dự vài lần, nói, lần này chúng ta phải giữ năm tranh ba. Tộc trưởng Đích Thân nói à. Trâu quai nón hỏi. Tộc trưởng Đích Thân giao thủ với hắn rồi. Trâu quai nón lập tức không nói gì nữa. Cả quay người lại, lặng lẽ nhìn sau lưng. Địa cuộc rộng rãi, mặt đất chập trùng cao thấp, từ lúc bước vào cho tới khi đến tận đây, Khương Vọng mới nhìn thấy cách đó không xa sau lưng trâu quai nón có một cái hố lớn dưới cái hố lớn tối tắm như mực, giống như bóng đêm dày đặc không thể nào tan đi hết. Khương Vọng đi về phía trước mấy bước, thị lực cùng cực nhưng căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối tối tăm. Đây chính là tu thiên, sao? Ngoài bóng tối dường như không có gì cả. Cái hố lớn này mới thật sự là địa quật. Còn trâu quai nón là lãnh tụ của tất cả chiến sĩ vô chi địa quật, canh giữ phòng tuyến ngoài cùng. Lúc Khương Vọng định xích lại gần để xem, trâu quai nón đưa tay cẩn lại đừng lại tới gần ngươi bây giờ rất quan trọng không được phép xảy ra chuyện gì khương vọng nghe vậy không tiếp tục đến gần nữa nhưng hỏi đứng bên cạnh thôi mà cũng nguy hiểm sao không ai biết lúc nào tinh thú sẽ xông ra trâu quai nón dừng lại một chút lại nói tộc trưởng đã công nhận thực lực của ngươi vậy thì đáng để chiến sĩ chúng ta liều mạng ngươi đi chọn người đi chọn bất kỳ ai cũng được tuyển chọn thế này không tác dụng gì khương vọng nói ta cần xem bọn hắn chiến đấu vẻ mặt trâu quai nón nghiêm túc, đây không phải biểu diễn, cũng không phải trò chơi. một khi trận chiến bắt đầu, có thể chúng ta sẽ không thể che chở được cho ngươi. ta không cần người khác che chở, ta cũng là chiến sĩ. hương vọng nói. muốn kề vai chiến đấu trong ván cờ sinh tử thì ngại gì không bắt đầu từ nơi này. chiến sĩ cục một tay kia khàn giọng cười, một chiến sĩ khá thú vị đấy, có điều hơi gầy. câu này có ý tứ khác. khánh hỏa kỳ minh nói, không ngươi không thể mạo hiểm như vậy vất vả lắm mới có được một vị trí tốt như vậy trong cờ sinh tử khánh hỏa bộ chúng ta không thể mạo hiểm như vậy chiến sĩ cục một tay không hề khách khí nhìn hắn ta là hắn không thể mạo hiểm hay là ngươi không thể mạo hiểm ngươi khánh hỏa kỳ minh đỏ mặt nổi giận nhìn y cơn giận này vừa xen lẫn sợ hãi và xấu hổ giận dữ chiến sĩ cục một tay càng hoàn toàn không có ý lùi bước được rồi vua chúc đại nhân khương vọng đưa tay vỗ vai khánh hỏa kỳ minh không muốn hắn ta bị lúng túng quá ta đã quyết định ít nhất phải ở lại đây trải nghiệm thử một trận chiến thì mới có thể lựa chọn được người cùng ta đi văn cờ sinh tử ngươi trở về báo lại với tộc trưởng giúp ta một tiếng đúng vậy a à, chiến sĩ cục một tay cười lạnh nói mau trở về đi thôi trốn vào lòng tộc trưởng đi ta không đi khánh hỏa kỳ minh đột nhiên quát lên cắn răng nói khánh hỏa nguyên thần Ngươi đừng tưởng là ta thật sự không dám. Không phải chỉ là u thiên thôi sao? Thật sự hắn ta không thể nào phủ nhận nỗi sợ hãi đối với U Thiên, nhưng hắn ta cũng không thể nào chịu được sự sỉ nhục ngay trước mặt này. Đường Đường là Vu Chúc, luôn bị coi thường thì coi như cho qua đi, nhưng sao hắn ta có thể chịu bị chỉ thẳng vào mũi phỉ nhổ như vậy được? Được rồi. Lúc này râu quai nón lên tiếng, "Khánh Hỏa Kỳ Minh, ngươi quay về đi." vu chút đúng là nên ở trong lửa chứ không nên ở trong lòng đất hành thúc ta không phải thứ hèn nhát khánh hỏa kỳ minh đỏ mắt nói có phải thúc cũng nghĩ ta là thứ hèn nhát không trâu quai nón không nói gì ta sẽ không đi khánh hỏa kỳ minh gần từng chữ một trâu quai nón có vẻ không phải một người rất kiên nhẫn nghe thấy vậy gã chỉ nói tùy ngươi chiến sĩ cục một tay tên khánh hỏa nguyên thần thì rất nghe lệnh trâu quai nón bảo y dừng y lập tức không khiêu khích Khánh Hỏa Kỳ Minh nữa, chỉ vào Khương Vọng nói, vị huynh đệ kia, không biết tinh thú đợt tiếp theo khi nào mới tới, ngươi chờ ở đâu. Thứ tự chiến đấu của chúng ta có quy định, vị trí cũng phải rõ ràng. Khương Vọng nhìn Khánh Hỏa Kỳ Minh, nói, ta đi cùng với hắn. Dù sao hai người cũng tiếp xúc tương đối thân quen, hơn nữa hỏa đồ đằng trên lưng hắn cũng là do Khánh Hỏa Kỳ Minh điểm, trong lòng hắn vẫn cảm thấy thân thiết với Khánh Hỏa Kỳ Minh hơn. Địa vị của vị vua chúc đại nhân Khánh Hỏa Kỳ Minh trong địa cuộc này khiến người ta cảm thấy rất khó hiểu. Thực ra Khương Vọng muốn đợi bên cạnh địa cuộc để tiện tiếp xúc với tinh thú đầu tiên nhưng bận tâm đến Khánh Hỏa Kỳ Minh nên mới cố ý lui ra sau. Hắn tìm bừa một nơi trong phạm vi Khánh Hỏa Nguyên Thần Chỉ, các kiếm ngang đầu gối. Khánh Hỏa Kỳ Minh thì lặng lẽ ngồi im bên cạnh hắn. Người nói Khương Vọng cố ý tìm đề tài nói, vì sao các ngươi không đẩy địa cuộc lại? Đút một tấm sắt lớn đậy lên trên địa quật không phải là được rồi sao? Cảm xúc của Khánh Hỏa Kỳ Minh vẫn chưa bình ổn lại nhưng vẫn giải thích. Cho dù là thứ gì đậy trên cái lỗ này đều sẽ biến mất, bao gồm cả con người. Cho nên ngươi đừng rơi xuống đó, rơi xuống là tiêu luôn đấy. Thế à Khương Vọng gật đầu, ta sẽ chú ý. Khánh Hỏa Kỳ Minh thật sự giống như được bật nút nói. Hắn ta nhìn về phía lỗ hổng kia. Ngươi biết không, Thật ra từ khi còn rất nhỏ ta đã muốn đến đây. Khương Vọng chờ câu sau của hắn ta. Nhưng Khánh Hỏa Kỳ Minh lại hỏi, có phải ngươi cũng cảm thấy ta rất hèn nhát không? Vẻ mặt của hắn ta trông có vẻ rất chân thành. Khương Vọng ngẫm nghĩ, cũng tỏ thái độ vô cùng chân thành nói, ta chưa từng trải qua những chuyện ngươi đã trải qua cho nên ta không thể tùy tiện phán đoán ngươi. Khánh Hỏa Kỳ Minh trầm mặt một hồi, đỏ hồng mắt cười hỏi, trên thanh thiên có phải là một thế giới rất tươi sáng không? Hắn ta nói, ta chưa từng nghe thấy ai nói những câu như thế này. Mọi người luôn luôn bảo sao hay vậy, luôn luôn dễ dàng phủ định người khác. Có người nói, hắn là một tên hèn nhát. Những người khác liền nghĩ là vậy. Có người nói, hắn có thể trở thành vu chút là do may mắn, những người khác liền cũng liền nghĩ chẳng qua hắn ta may mắn mà thôi. Ở phù lục sẽ không có ai hỏi thêm một câu nào nữa. Người biết không? Hắn ta nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng lắc đầu, chỉ e là đã khiến ngươi thất vọng rồi. Hắn nói, chỗ chúng ta không phải là một thế giới rất tươi sáng. Ai nói gì nghe vậy đó là trạng thái bình thường của mọi người. Trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, những lời đồn đại có thể dễ dàng thay đổi hoặc phá hủy cả một con người. Nhiều khi mọi người lười suy nghĩ, bảo thủ không chịu thay đổi, mù quáng theo thói quen. Cũng có đôi lúc, mọi người nghi ngờ tất cả, không tin tưởng bất kỳ ai lòng tham không đáy, âm mưu hoành hành, lợi ích trên hết, ân tình đạm mạc, luôn luôn chỉ nghĩ cho riêng mình chứ không quan tâm đến người khác. Những gì mà ta nói chỉ là giọt nước trong biển cả, chỉ là ô trọc chẳng ý nghĩa gì trong mớ ô trọc. Sự đen tối của thế giới bản thân ta cũng chẳng thể miêu tả hết được. Nhưng cũng không phải ta muốn nói với người thế giới mà ta đang ở tuyệt vọng đến nhường nào. Bởi vì nơi đó vẫn có ánh sáng, có rất nhiều ánh sáng, chúng tồn tại ở nơi mặt trăng không so được, mặt trời cũng không bằng, thiêu đốt thế giới kia. Có người thương thiên hại lý, cũng có người chăm sóc người bị thương. Có người bội bạc, cũng có người lời hứa ngàn vàng. Vì một lời hứa bất chấp sống chết. Khương vọng rất bình tĩnh, thế giới chính là một thế giới như vậy. Ngươi nhìn thấy ánh sáng thì đó là ánh sáng. Ngươi nhắm mắt lại, thì đó là bóng tối. Ngươi hỏi ta thế giới của ta như thế nào? Đây chính là thế giới mà ta đang ở là trên thanh thiên của các ngươi." Khánh Hỏa Kỳ Minh trầm mặt. Những chiến sĩ trong vô chi địa cuộc lúc này đều đang tĩnh dưỡng, không có ai nhìn về phía bên này, chắc là đã tiêu cạn tinh lực trong trận đấu lúc trước. Hai người ngồi ở một góc vắng vẻ, bọn họ đều không thuộc về địa cuộc này. Khương Vọng là khách qua đường, nhưng dường như Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng thế. "Ngươi có muốn nghe chuyện cũ của ta không?" Khánh Hỏa Kỳ Minh hỏi. "Dù sao cũng đang rảnh rỗi mà." Khương Vọng nói. Biểu cảm của hắn rất nhẹ nhàng, Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng thoải mái hơn một chút. Phụ thân ta là một kẻ hèn nhát, ta là con trai của kẻ hèn nhát. Khánh Hỏa Kỳ Minh dùng bắt đầu này mở đầu câu chuyện của hắn ta. Lúc đầu ông ấy vốn rất có thiên phú, được tộc nhân ký thác hy vọng, tu hành cũng thuận buồm xuôi gió, tiến độ rất nhanh nhưng ngay lần đầu tiên vào địa cuộc trấn thủ đã gặp phải đợt thú triều lớn nhất khi ấy, chiến sĩ bộ tộc tử thương vô số ông ấy cùng một nhóm người xuống địa quật mà chỉ còn một mình ông ấy sống sót. Chuyện này rất không may. Vì ông ấy sợ. Cực kỳ sợ. Thậm chí, để trốn tránh trách nhiệm trấn thủ địa quật, ông ấy đã tự phế đồ đằng của mình. Ông ấy chấp nhận bị người ta chỉ thẳng vào mặt thoá mạ, chấp nhận bị tất cả mọi người xem thường ông ấy chứ cả đời không chịu bước vào địa quật một bước. Về sau, ông ấy chết. Chết trong một ngày mùa đông ông nội ta không chịu đựng được nỗi nhục ông ấy mang đến nên đã tự tay giết ông ấy. Khánh Hỏa Kỳ Minh nhắc đến cha đẻ với giọng điệu lạnh lùng. Mắt hắn ta nhìn về phía địa quật, trên mặt không có cảm xúc gì. Từ nhỏ ông nội đã nói với ta, muốn ta trở thành một chiến sĩ thực thụ, ta phải dũng cảm, phải rửa sạch nỗi nhục cho gia đình mình. Ta cũng thực sự coi đây là mục tiêu, khắc khổ tu hành, mơ ước sớm ngày có thể tham dự trận chiến ở địa quật. Còn ông nội ta, Ông ấy là tấm gương tốt, hàng năm đều xuống địa quật một lần. Và thế là ông ấy đã chết trong địa quật. Về sau ta được dưỡng phụ nhận nuôi. Ta nói mục tiêu của ta là đối mặt với u thiên, là muốn trở thành chiến sĩ có thể chém giết được tinh thú. Ông ấy khen ngợi ta có chí khí, cũng rất ủng hộ ta. Nhưng mỗi lần ta xin được xuống địa quật với ông ấy, ông ấy đều nói ta còn nhỏ, còn phải đợi thêm mấy năm nữa. Lần nào cũng để ta lại trong hỏa từ. Sau đó, ông ấy cũng chết. Ngày ông ấy chết, ta đã đứng ở ngoài thành lũy của vô chi địa quật. Lúc cánh cửa mở ra, mọi người đưa cho ta một miếng vải rách, nói là mảnh vải trên y phục ông ấy. Đó là đồ vật duy nhất ông ấy để lại, ông ấy đã rơi xuống u thiên rồi. Nói đến đây, Khánh Hỏa Kỳ Minh hít một hơi thật sâu, không biết vì sao, ta cũng không biết vì sao, ngày đó ta nhìn thành lũy của vô chi địa quật, đột nhiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ta vẫn luôn muốn xuống địa quật, đã muốn từ rất nhiều năm, cũng cố gắng vì điều này rất nhiều năm, nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó, cuối cùng ta cũng không muốn nữa, ta cũng không dám muốn nữa. Thương vọng nói, hôm nay ngươi vẫn tới. Ta không muốn tới, nhưng ta không thể không tới. Sự nhẫn nại tộc nhân dành cho ta đã sắp đến giới hạn rồi, ngươi biết không? Lúc ta chủ trì nghi thức điểm tin tướng, có tộc nhân đã nói, nếu nghi thức không thành công thì sẽ đem vu chút ta tế trời. Khánh Hỏa Kỳ Minh mất mấy môi, ta biết, bọn họ đang nói nghiêm túc. Khương Vọng nhớ tới tướng thú của sâm hải thánh tộc, người ruồng bỏ truyền thống, người đi ngược với giá trị quan phổ biến, cuối cùng bị tộc đàn ruồng rẫy. Những chuyện thế này thậm chí vốn cũng không thể nào phán đoán được đúng sai. Nếu như do hắn ta mà việc người đến từ thanh thiên đến tới địa cuộc chọn người cũng bị từ chối thì hậu quả hắn ta phải chịu không cần nghĩ cũng biết. Sở dĩ hắn ta nổi giận với khánh hỏa nguyên thần cục một tay Thực ra cũng không phải hoàn toàn là nổi giận Chỉ vì hắn ta không dám để lại mình khương vọng Tự mình trở về bộ tộc Trước khi ngươi xuất hiện Ra đã lên kế hoạch rời khỏi khánh hỏa bộ rồi Nhưng Khánh hỏa kỳ minh đắng chắc lắc đầu Một người không dám xuống địa cuộc thì có bộ tộc nào chấp nhận chứ Có phải ngươi rất tò mò vì sao ta lại nói những chuyện này với ngươi không Khánh hỏa kỳ minh tự hỏi tự trả lời bởi vì hiện tại ta vẫn rất sợ hãi. Ta căm hận bản thân vì sao lại sợ hãi đến như vậy nhưng ta cũng không có cách nào khác. Ta thật sự sợ hãi. Ta buộc phải nói gì đó. Nhưng ngoài lúc ta cầu khấn ra thì không có ai chịu nghe ta nói. Giọng Khánh Hỏa Kỳ Minh rất buồn, có một sự cô độc vì bị xa lánh. Khương Vọng chỉ vỗ vai hắn ta, không nói gì. Khánh Hỏa Kỳ Minh không sai sao. Tất cả mọi người trên phù lục đều phải đối mặt với uy hiếp đến từ u thiên. Tất cả chiến sĩ đều không màng sống chết chiến đấu vì bộ tộc còn Thánh Hỏa Kỳ Minh lại trốn ở nơi an toàn tham sống sợ chết. Thánh Hỏa Kỳ Minh thực sự hoàn toàn không có lỗi sao? Hắn ta không thể chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân chẳng lẽ là lỗi của hắn ta sao? Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành người dũng cảm. Vậy người không dũng cảm phải chăng không có tư cách để sống sót? Xuất phát từ hiện thực ác liệt mà nói Có lẽ là thế Nhưng nó không nên như thế Khương vọng cho rằng với trí tuệ và trải nghiệm của mình Thì chưa đủ để phán đoán Khánh Hỏa Kỳ Minh đúng hay sai Hoặc là vấn đề này vốn chẳng hề có đáp án Cho nên hắn không hề nói gì Hắn chỉ trầm mặt một lúc Gừ 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 Trong vô chỉ địa quật vang lên tiếng gió Tiếng gió đó như bắt nguồn từ nơi xa xôi nào đấy, gào thét kéo đến, gào thét áp sát. Tinh thú. Tinh thú đến rồi. Có người hét lớn. Gần như vừa nghe thấy tiếng động khương vọng đã ấn lên kiếm, ngươi ở đây chờ ta một lát, ta lên phía trước xem thử. Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng không đáp lại. Lúc này cả người hắn ta đang căng ra. Tinh thú xuất hiện giống như đã mở cánh cửa vô hình trong lòng hắn ta ra, thả tất cả sợ hãi ra ngoài. Khương Vọng không thể ở lại an ủi hắn ta cho nên chỉ nhìn hắn ta một cái, tung người lao đi đến lỗ thủng kết nối với U Thiên. Vô chỉ địa cuộc rất lớn, Khương Vọng cũng không chẩn chờ, nhưng lúc hắn chạy đến, trước lỗ thủng đã có rất nhiều chiến sẽ khánh hỏa bộ đã sẵn sàng nghênh địch. Trâu quai nón đang ra lệnh, điều động đội hình. Còn khánh hỏa nguyên thần cục một tay thì cảm theo chiến đao đang đứng trước đội ngũ, lộ ra vẻ kiên định khánh hỏa nguyên thần đối xử với khánh hỏa kỳ minh có thể nói là quá khắc nghiệt nhưng y là chiến sĩ của khánh hỏa bộ trấn thủ vô chi địa quật thậm chí còn vì chuyện đó mà mất đi một cánh tay y đã bị mất một cánh tay nhưng vẫn ở trong địa quật chiến đấu mãi cho đến bây giờ khi tinh thú đột kích y vẫn không do dự lao ra đầu tiên người như y có tư cách xem thường kẻ hèn nhát như khánh hỏa kỳ minh không hình như là cũng có thế giới này không phải là không đen thì trắng không trắng tức là đen có rất nhiều chuyện không thể nào nói rõ được đúng sai kể ra cũng kỳ lạ rõ ràng là nghe thấy tiếng gió gào thét nhưng U thiên trước mắt thì lại tĩnh lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì tinh thú đâu khương vọng hỏi không ai để ý đến hắn tất cả chiến sĩ trước lỗ hổng đều tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng chuẩn bị chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện khánh hỏa nguyên thần mau chóng nhìn hắn một cái nói đứng sau lưng ta đi Khương Vọng nghe lời đi ra sau, không cậy mạnh. Những chiến sĩ trong vô chỉ địa quật được huấn luyện rất nghiêm túc, lúc này quanh lỗ thủng đã có một đội ngũ canh giữ, đao tuốt khỏi vỏ, cung lên dây. Đằng sau đó một chút có hai đội để bù vào chỗ trống. Những chiến sĩ ở xa hơn một chút vẫn đang tỉnh dưỡng, căn bản không hề nhìn sang bên này. Họ có thể làm việc có trình tự đến mức này thì hoàn toàn có thể xưng là một chỉ quân đội chính quy, hơn nữa còn rất tinh nhuệ. Tới rồi. Khánh Hỏa Nguyên Thần nói. Khương Vọng nhìn thấy, trong màu mực dày đặc không tan kia lúc này bắt đầu lấm tấm những tia sáng đang xen, vừa nhìn giống y như màn đêm đầy sao. Hình ảnh đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cảnh tượng này khiến người ta gần như đã hiểu, vì sao người phù lục gọi phía dưới địa quật là U Thiên U Không chứ không phải U Uyên. Lần này phải đốt sạch, Khánh Hỏa Nguyên Thần lầm bầm. Khương Vọng đã biết, trong Khánh Hỏa Bộ, đốt sạch cùng nghĩa thời to. Y nói ngược thế này chứng tỏ cường độ của đợt tinh thú này không ít, đợt tinh thú đầu tiên mà đã nhiều thế này thì tình hình sau đó sẽ rất nghiêm trọng. Đội 2, đội 3 chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tiến lên. Trâu quai nón hét to. Đội 4, đội 5 kết thúc nghỉ ngơi, tiến lên chờ lệnh. Tinh thú là những con thú đen nhánh nhưng trên người có những đống sáng. Đống sáng càng nhiều thì càng mạnh. Đám tinh thú này rất khó đối phó. Lúc ngươi rút đi chú ý vị trí, đừng để ảnh hưởng những chiến sĩ khác. Khánh Hỏa Nguyên Thần vội vàng giải thích với Khương Vọng, cùng lúc đó y đã tiến lên trước một bước, chém trường đao xuống. Lỗ thủng này của vô chi địa quật là phương viên khoảng 60 trường, vì cửa hang không có quy tắc gì nên con số này không chuẩn xác lắm. Nhưng nó thật sự rất lớn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong màu mực không thể nhìn rõ được chân tướng, khi những chấm sáng kia lao ra khỏi miệng hang, hình dáng cụ thể của tinh thú mới lộ ra trước mắt Khương Vọng. Tinh thú là một cách gọi nhưng bộ dạng của tinh thú không giống nhau. Ngoại hình của con thánh hỏa nguyên thần đang công kích giống như quả đen. Đương nhiên, cho dù là loài chim gì chỉ cần hình thế tương xứng, lại có màu đen thì đều rất khó mà không giống quả đen. Nhưng tinh thú dạng quả đen này ngay cả con mắt cũng đen nhánh, sau khi rời khỏi ưu thiên, dưới ánh lửa chiếu rọi mới để lộ hình dáng cụ thể. Điểm khác biệt của nó và quả đen là, trên hai cánh của nó có ba chấm sáng, giống như ánh sao lấp lóe. Đao của Khánh Hỏa Nguyên Thần chém xuống vô cùng chuẩn xác, lúc vừa tiếp xúc với tinh thú dáng quả đen, trên lưỡi đao bùng lên một tia lửa. Con tinh thú dáng quả đen cứ thế lặng lẽ tan đi. Thương Vọng cũng không lập tức ra tay mà lựa chọn quan sát trước. Hắn đang quan sát nhược điểm của tinh thú và cũng đang quan sát chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ hắn muốn lựa chọn người phù hợp nhất để hỗ trợ hắn trong ván cờ sinh tử sắp tới những chiến sĩ chiến đấu quanh lỗ thủng phần lớn đều được hắn quan sát trước mắt xem ra chiến lực của khánh hỏa nguyên thần cũng thuộc bộ phận khá mạnh trong số những chiến sĩ đang đấu với đợt tinh thú đầu tiên đại khái là so với đám thuộc hạ phúc hải thủ diêm nhị của bảo trọng thanh thì cũng không kém có thể nói chiến lực có thể xưng hùng trong nhóm đằng long cảnh phương thức sử dụng sức mạnh đồ đằng rất nhiều Khương Vọng thấy có người gọi ra cây cung, tiễn mang như pháo hoa. Cũng có người khắc đủ các đồ án trên không gian trống rỗng, tạo ra đủ loại hiệu quả giống như đạo thuật. Khương Vọng bước đầu phán đoán ra, sức mạnh của đồ đằng phù lục giống như đạo nguyên, là nền tảng của siêu phàm. Đương nhiên, chỉ là nói về nguồn gốc là như vậy thôi chứ nói cho cùng vẫn khác với đạo nguyên về bản chất. Lại nhìn tinh thú, cho dù là nói về phòng ngự, tốc độ hay công kích đều không quá đáng sợ do với hung thú trên Ngọc Hành Phong thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu, điều duy nhất đáng ngại là số lượng. Nhưng phán đoán của Khương Vọng nhanh chóng bị đánh ngã. Bởi vì tinh thú mang khí thế tấn công nhẹ nhàng như vậy chỉ kéo dài hai vòng, tới vòng thứ ba, thực lực của tinh thú đến từ U Thiên đột nhiên tăng lên một cấp. Hình thể của chúng không thay đổi quá nhiều nhưng lượng chấm sáng trên người đã tăng lên gấp đôi so với đợt tinh thú đầu tiên. Đao của Khánh Hỏa Nguyên Thần đã bị một con tinh thú dạng khỉ hất đi, nếu y không kịp phản ứng thì đã ăn phải một cào rất mạnh rồi. Quyết sách tăng thêm người từ sớm của râu quai nón được chứng minh là vô cùng chính xác, đối mặt với tinh thú thực lực tăng vọt, chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ vẫn giữ vững vị trí. Tuy có vài người đã bị thương nhưng vẫn chưa có ai chết trận. Vết thương do bị tinh thú công kích cũng không có gì đặc biệt, không khác gì vết thương bị giả thú tấn công. Không biết là do những chiến sĩ này đã thích ứng với sự tồn tại của tinh thú hay là vết thương do chúng tạo ra vốn không có vấn đề gì quá lớn. Thương vọng đoán vế trước mới đúng. Tinh thú chiến tử liền tiêu tan, không để lại bất kỳ chiến lợi phẩm nào, điều này khá giống hung thú hiện thế. Nói cách khác, tác chiến với tinh thú ngoài rèn luyện chiến lực quân đội gần như không có bất kỳ lợi ích gì. Đây là vấn đề lớn nhất. Phàm là chiến tranh, tất có hao tổn. Nếu không thể lấy chiến dưỡng chiến, chiến tranh chính là quá trình tự sát. Thành Tam Sơn bị đám hung thú kia gây họa như thế nào Khương Vọng đã tận mắt chứng kiến, cũng bởi vậy nên hắn có thể hiểu, vì sao thế cục phù lục lại căng thẳng đến như vậy, vì sao Khánh Hỏa Bộ lại túng quẩn đến như vậy. Phù lục có lịch sử dài đằng đằng như thế chắc chắn từng có xuất hiện những trí giả tài giỏi, chắc chắn đã vô số lần nghiên cứu về sự tồn tại của U Thiên, sự tồn tại của tinh thú, chắc chắn đã nghĩ ra vô số cách nhưng cho dù quá trình như thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là không có biện pháp nào tốt. Một thành lũy trấn thủ một địa quật, các chiến sĩ dùng cơ thể bằng xương bằng thịt ngăn cản tinh thú, cách ứng đối cũ trích này vẫn kéo dài mãi cho tới nay. Khương Vọng không suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể giải quyết dứt điểm được vấn đề này. Hắn không nghĩ mình có trí tuệ vượt xa người ở phù lục này, hiểu biết của hắn đối với U Thiên cũng rất hạn hẹp. Tuy nhiên, quan sát bước đầu của hắn đã kết thúc. Chí ít, hắn không cần trốn sau lưng Khánh Hỏa Nguyên Thần nữa. Đứng ra sau đi. Khương Vọng đẩy Khánh Hỏa Nguyên Thần đã lộ vẻ mệt mỏi ra sau. Trường Tương Tư ra khỏi võ một kiếm bêu đầu tinh thú đầu giống cáo kia. Trong lòng Khánh Hỏa Nguyên Thần vô cùng kinh hãi. Sự dũng mãnh và cường đại của y, ở trong vô chỉ địa cuộc ai cũng đều biết. Điểm này, có thể thấy rõ từ cái cách y đối xử không hề khách khí chút nào đối với Khánh Hỏa Kỳ Minh thánh hỏa kỳ minh dù sao cũng là vô chút tất nhiên có thân phận cao quý những người khác cho dù có xem thường khánh hỏa kỳ minh thì cũng ít người dám dẻo cợt ở trước mặt hắn ta nhưng mà lúc chiến đấu ban nãy y vô cùng tập trung lúc khương vọng đưa tay kéo y thật ra y đã né tránh theo bản năng hơn nữa còn suýt chút đánh trả được nhưng cánh tay kia của khương vọng vẫn vô cùng chuẩn xác bắt được y hơn nữa còn có thể hóa giải chiêu thức đánh trả của y vô cùng trôi chảy tự nhiên kéo y về phía sau. Điều này cho thấy thực lực giữa hai người trên lệch rất lớn. Mà một kiếm tỉnh chuẩn tuyệt luôn này của Khương Vọng cũng làm cho hai mắt khánh hỏa nguyên thần tỏa sáng. Không cần hao tổn nhiều sức lực, cơ hồ sức chém ra ngang bằng với giới hạn chịu được của tinh thú. Cho thấy Khương Vọng hiểu vô cùng rõ kiếm của hắn cũng như hiểu rõ tinh thú. Điều này khiến cho Khánh Hỏa Nguyên Thần càng có lòng tin vào kết quả của ván cờ sinh tử. Khương Vọng không để ý đến tâm tình của Khánh Hỏa Nguyên Thần, sau một kiếm đó, hắn trực tiếp bấm đạo quyết. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đạo quyết, đạo thuật mạnh nhất mà hắn nắm giữ tính đến hiện tại là bát âm diễm tức trực tiếp nổ vang, bao trùm toàn bộ cửa động u thiên. Diễm tức ồn ào náo động, bát âm mênh mông cuồn cuộn. Vô số diễm tức xông tới. Cực náo động trở nên cực yên tĩnh. Một đám tinh thú đã bị bát âm diễm tước nổ tung dưới sự cố ý khống chế của khương vọng ngày càng có nhiều diễm tước xông vào bên trong u thiên nhưng ngay cả một chút rung động cũng không hề có giống như ngay lúc bọn chúng bay vào bóng tối đã trở thành một phần của bóng tối rồi vậy quả nhiên bất cứ thứ gì rơi vào u thiên đều sẽ bị biến mất sao hoặc là nói bị đồng hóa khương vọng vẫn đang đắm chìm trong sự quan sát của chính mình không hề biết ánh mắt những chiến sĩ khánh hỏa bộ nhìn hắn đã tràn đầy sợ hãi Hắn là ai vậy chứ? Rốt cuộc có người bắt đầu hỏi. Nhìn hắn có đồ đằng pháp thuật, có phải là vu chút mới của khánh hỏa bộ chúng ta hay không? Ta thấy hắn đi vào cùng người đó. Thật tốt quá! Cuối cùng cũng đổi một vu chút khác rồi sao? Tỉnh táo một chút, giữ vững phòng tuyến. Râu quai nóng cắt đứt những suy đoán ngổn ngang của các chiến sĩ, sau đó mới thuận miệng giải thích một câu, vị này là thanh thiên la giả là người đại diện cho Khánh Hỏa Bộ chúng ta tham gia ván cờ sinh tử. Hóa ra là cờ chủ. Ta còn tưởng là vô chút nữa chứ. Khương Vọng quay đầu lại nhìn Khánh Hỏa Kỳ Minh đang ngồi trong góc một cái, những gì mà những chiến sĩ này thảo luận vẫn chưa dừng lại, có lẽ hắn ta cũng đã nghe được. Nhưng lúc này Khánh Hỏa Kỳ Minh đang cúi đầu, không rõ biểu cảm. Giờ phút này, Khương Vọng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng. Râu quai nón đã nhân đó động viên các ngươi ai có biểu hiện tốt thì có thể cùng vị này tham dự ván cờ sinh tử tranh thứ hạng cho khánh hỏa bộ. Các chiến sĩ liền trở nên kích động. Thứ hạng của ván cờ sinh tử đại biểu cho thứ gì? bọn họ vô cùng rõ ràng. Đây có lẽ sẽ là cơ hội để khánh hỏa bộ vùng lên. Không có gì có thể so với sự vùng lên của bộ tộc càng khiến cho các chiến sĩ chiến đấu ở tiền tuyến nguy hiểm nhất này kích động hơn. Chọn ta là được rồi hôm nay ta nhất định sẽ bùng nổ. Khương Vọng vẫn chưa đáp lại sự nhiệt tình của các chiến sĩ này, hắn chỉ nhanh chóng hoàn thành tháp quyết. Ngay lúc tinh thú xông đến, lại một lần nữa thi triển bát âm diễm tước. Tinh thú lại một lần nữa bị tiêu diệt. Động U Thiên bỗng chốc đen nhánh, sau đó một lúc mới từ từ có điểm sáng lại gần. Không phải Khương Vọng cố ý muốn ra vẽ ta đây, ở trước mặt những người này, biểu hiện thực lực của mình. Sở dĩ hắn làm như vậy là vì hắn vừa mới phát hiện ra rằng sau khi hắn giết chết nhiều tinh thú như vậy, hỏa đồ đằng trên sống lưng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại sức mạnh. Rất yếu ớt, nhưng thật sự có tồn tại. Loại sức mạnh này không phải là sức mạnh đồ đằng, cũng không phải là sức mạnh đạo nguyên, mà là một loại sức mạnh rất thuần túy. Có thể sử dụng, chuyển hóa vô cùng dễ dàng, nói cách khác, có thể áp dụng nó trong bất kỳ loại công kích nào. Nhưng nó dường như không có gốc rễ không hề giống với sức mạnh đạo nguyên hay là sức mạnh đồ đằng có thể dựa vào tu hành để khôi phục và tăng trưởng càng giống như một loại tích trữ tạm thời chẳng qua chỉ là biến hỏa đồ đằng kia trở thành vật chứa hoặc nói chính xác hơn chính là sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa bạch cốt liên hoa và hỏa đồ đằng sau lưng đã biến chúng trở thành vật chứa cho loại sức mạnh nảy vì để nghiệm chứng suy đoán của mình nên hắn mới thi triển bác âm diễm tước lần thứ hai kết quả đúng như những gì khương vọng đoán loại sức mạnh trong hỏa đồ đằng kia quả nhiên có liên quan đến chuyện giết tinh thú. Sau khi giết tinh thú, chúng lại lần nữa tăng lên. Có lẽ, giết chết tinh thú cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì, chẳng qua là người phụ lục vẫn chưa phát hiện ra, hoặc là không tìm được phương pháp để thu hoạch. Lúc Khương Vọng dùng một kiếm giết chết con tinh thú đầu tiên cũng chưa cảm thấy gì. Cho đến khi bác âm diễm tước dọn sạch chiến trường thì mới cảm nhận được loại sức mạnh này được sinh ra. Hắn mơ hồ cảm thấy được loại biến hóa này có liên quan đến việc bạch cốt liên hoa ảnh hưởng đến hỏa đồ đằng. Nếu không thì rất khó có thể hiểu được vì sao người phụ lục nhiều năm như vậy vẫn chưa phát hiện ra chuyện này. Chỉ có bạch cốt liên hoa không thuộc về thế giới này, có lưu giữ ảnh hưởng của thần chỉ xa lạ mới có thể khiến cho hỏa đỏ đằng xảy ra loại biến hóa huyền diệu nào đó. Chẳng qua là với nhãn lực hiện tại của khương vọng vẫn chưa nhìn thấu được nguồn gốc của nó mà thôi. Đồng thời hắn lại cảm thấy loại sức mạnh này có lẽ có liên quan đến tinh điểm trên người tinh thú. Cho nên có thể tạm thời gọi nó là tinh lực. Giết tinh thú, tính gốc tinh lực, đây là một quá trình hoàn chỉnh. Nếu có một loại hệ thống tu luyện, dùng tinh lực mà hắn mới vừa đặt tên này làm trung tâm. Vậy thì vừa lúc hoàn thành một vòng tuần hoàn tu hành, giết tinh thú tức là tu hành. Nếu vậy thì tinh thú sẽ không còn là tai họa nữa, mà ngược lại sẽ trở thành một loại tài nguyên. Đương nhiên, những chuyện này chẳng qua chỉ là tưởng tượng nhất thời mà thôi bây giờ loại sức mạnh bên trong hỏa đồ đằng vẫn chỉ là tích trữ tạm thời mà thôi giống như một cái hồ cạn bản thân nó không có nguồn dù cho có tích trữ nhiều nước hơn nữa thì cũng chỉ có thể chứa đựng được tạm thời mà thôi với kiến thức và năng lực hiện tại của khương vọng thì căn bản không có khả năng xem nó là hệ thống tu luyện chính được nhưng nói đi cũng phải nói lại nó thật sự có khả năng như vậy nếu bây giờ Khương Vọng nói ra suy đoán và phát hiện của mình, chỉ sợ rằng toàn bộ cường giả của phù lục sẽ tìm đến tận cửa, cùng hắn nghiên cứu hoặc là nghiên cứu hắn. Với tình hình hiện tại, cho dù chỉ là nước không nguồn thì đối với Khương Vọng vẫn có tác dụng. Loại sức mạnh tích trữ bên trong hỏa đồ đằng, tĩnh khiết, có thể tùy thời sử dụng, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu có thể bạo phát sức mạnh ngoài mức cực hạn. Ít nhất là ở bên trong thế giới phù lục, đây là một con bài mới hoàn toàn chưa lật khách quan mà nói thì có lẽ cũng vô cùng hữu dụng đối với những thứ cờ sĩ cờ tướng cờ tốt kia thật ra lượng tinh lực thu được sau khi tiêu diệt tinh thú cũng không nhiều lắm nếu bây giờ sử dụng thì thậm chí căn bản không hề tăng chiến lực lên chút nào nhưng nếu như có thể tích gấp gấp trăm ngàn lần số lượng này thì sao hỏa đồ đằng là vật chứa dung lượng của nó có cực hạn hay không khi số lượng tích đến một mức cực hạn nào đó thì có xảy ra sự biến hóa về chất nào không đây chính là lợi khí của hắn để tranh đấu cùng với đám lôi chim càng, khương vô tà, phương sùng ở ván cờ sinh tử. Hắn vẫn đang suy nghĩ thì đám tinh thú tiếp theo đã đến gần. Lui ra cả đi, để ta. Một mình ta sẽ chặn U Thiên. Khương vọng hiếm khi phất ống tay, biểu hiện vô cùng kiêu ngạo. Chiến sĩ chiến đấu ở làng ranh sinh tử, sùng bái nhất chính là cường giả. Khương vọng là thanh thiên lai giả, đang rất được tôn trọng ở phù lục, Vốn chỉ đến địa cuộc để lựa chọn chiến sĩ tham gia ván cờ sinh tử. Vốn dĩ hắn không cần nhúng tay vào việc chiến đấu với tinh thú, nhưng hắn không chỉ đã nhúng tay vào mà còn từ người xem trở thành chủ lực, đến bây giờ còn muốn một mình ngăn chặn u thiên. Lời nói này vừa nói ra, nhóm chiến sĩ của Khánh Hỏa bộ đều muốn bùng nổ luôn rồi. Thật là tuyệt. Đây mới chính là cường giả chân chính. Là hảo hán đến từ Thiên Thanh. Có người đích thân ngăn chặn u thiên giảm bớt thương vong cho chiến sĩ trong tộc, râu quai nón đương nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Cho nên chỉ lệnh cho hai đội chiến sĩ chuẩn bị tốt, tùy thời tiếp ứng cho khương vọng, còn những chiến sĩ còn lại thì tản đi nghỉ ngơi. Loại địa hình ở địa quật, thật sự vô cùng phù hợp với loại đạo thuật như bác âm diễm tước. Hơn nữa cái lỗ thủng kia có thể vừa lúc bị bác âm diễm tước bao phủ toàn bộ, còn bác âm diễm tước lại thật sự có thể tạo ra sát thương cực lớn đối với tinh thú. Vậy thì vấn đề cần suy nghĩ chỉ là dự trữ đạo nguyên mà thôi. Hiện tại đạo nguyên mà Khương Vọng dự trữ được có nhiều không? Tu sĩ Đằng Long Cảnh so với Thông Thiên Cảnh cũng không thể điều động nhiều hơn bao nhiêu đạo nguyên. Bởi vì có sự tồn tại của Thiên Địa Cô Đảo, một phần đạo nguyên rất lớn của tu sĩ Đằng Long Cảnh là dùng để truyền vào Thiên Địa Cô Đảo. Nếu không làm vậy thì Thiên Địa Cô Đảo sẽ có nguy cơ bị chìm vào đáy biển. Hơn nữa bản thân thiên địa cô đảo cũng cần đạo nguyên để tu bổ củng cố bản thân khương vọng cũng đều tu bổ mỗi ngày không ngừng nghỉ nếu không phải được điều dưỡng tốt thì sau này sẽ không thể dễ dàng biến hóa được thiên địa cô đảo của khương vọng có thể chân chính được gọi là một hòn đảo so với những tu sĩ đằng long cảnh khác thì nó rộng lớn hơn không biết bao nhiêu lần chuyện này cũng có nghĩa là số đạo nguyên mà thiên địa cô đảo của hắn cần cũng tương đối nhiều hơn những người khác bởi vậy nên dùng hắn lấy Chu Thiên Tinh đấu trận để đặt nền móng, lấy Tỉnh Hà Đạo toàn tạo thành Chu Thiên, dùng thực lực đáng sợ tấn giai từ Thông Thiên cảnh đến Đằng Long cảnh, số đạo nguyên có thể sử dụng tăng lên cũng không nhiều lắm. Thứ giúp cho hắn mạnh hơn lúc trước chủ yếu là đạo thuật ngày một cao cấp và kiếm thuật mà thôi. Nhưng cách đây không lâu, hắn dạo chơi ở Sâm Hải Nguyên giới. Thiên địa cô đảo đã trở nên bừng bừng sức sống, cây cối xanh tươi. Cả thiên địa cô đảo cũng được củng cố căn cơ vững chắc. Chỗ tốt rõ ràng nhất mà nó đem lại chính là giải phóng lượng lớn đạo nguyên. Nếu như lúc trước, trong lúc chiến đấu Khương Vọng chỉ có thể phóng thích bát âm diễm tước tối đa từ 7 đến 8 lần mà thôi. Nhưng bây giờ hắn có thể phóng thích bát âm diễm tước 20 lần. Ở lần phóng thích bát âm diễm tước thứ 18, Khương Vọng cảm giác được đạo nguyên dự trữ của mình vẫn có thể đủ để phóng thích thêm hai lần nữa, nhưng để cẩn thận, hắn lựa chọn nghỉ ngơi chỉnh đốn sức lực. 20 lần bát âm diễm tước còn có ý nghĩa khác, đó chính là chiến lực đã nâng lên cấp bậc nội phủ cảnh. Thông thường, trong một trận đấu, căn bản không thể dùng đến 20 lần ra tay toàn lực. 20 lần bát âm diễm tước này, dưới phần lớn tình huống đều có thể chống đỡ được một cuộc chiến ở cấp bậc nội phủ cảnh. Hướng tiền dựa vào phi kiếm tam tuyệt đỉnh của thời đại phi kiếm, mà ở đằng long cảnh đã có được sát lực của nội phủ cảnh. Nhưng mà chỉ được một lần. Còn Khương Vọng bây giờ, cảnh giới vẫn đang ở đằng long cảnh nhưng mà chiến lược lại đã hoàn toàn có thể sánh được với nội phủ cảnh nếu như trong khoảng thời gian này thực lực của hướng tiền không có tiến bộ vượt bậc thì khương vọng đã kéo dài khoảng cách giữa bọn họ rồi chiến sĩ khánh hỏa bộ lần nữa tiến về phía lỗ hổng lúc này khương vọng đã lấy ra đạo nguyên thạch bắt đầu hấp thu dựa vào tự bản thân điều dưỡng thì không biết phải chờ đến bao giờ lắc lư ở lâm tri lâu như vậy trên người hắn đã tích trữ không biết bao nhiêu đạo nguyên thạch. Sở dĩ đạo nguyên thạch có thể trở thành tiền tệ dùng để trao đổi giữa những người tu hành, chính là vì bản thân nó có giá trị bổ sung sự tiêu hao của người tu hành. Mặc dù trong quá trình bổ sung đạo nguyên không thể bị cắt đứt, nhưng mà giá trị của đạo nguyên thạch là không thể bị nghi ngờ. Theo vô số viên đạo nguyên thạch được lấy ra, sau đó bị tiêu hao hết, sức mạnh của Khương Vọng lần nữa được hồi phục đầy đủ. Trâu quai nón ở một bên thấy vậy không khỏi trông thấy mà thèm, ao đồ đằng của chúng ta dự trữ có hạn, không thể tiêu hao nó được. Hơn nữa kém xa hỏa đồ đằng, dùng nó cũng quá mất thời gian. Phần lớn các chiến sĩ chỉ có thể dựa vào tự mình hồi phục. Loại đá này của các ngươi đúng là không tôi ha. Khương vọng không hề tiếp lời. dáng vẻ này hắn đã từng thấy qua rất nhiều lần. Giống y như những khi hắn đang ăn gì đó, Khương An An lại tiến đến hỏi, đây là gì vậy à? Cái này có ăn được hay không ạ? À? Thật ra thứ mà muội ấy quan tâm không phải là thứ đó có ăn được hay không mà là ngươi có thể cho muội ấy ăn một miếng hay không mà thôi." Hai dì râu quai nón thở dài nói, cũng vì đồ đằng có hạn, cho nên có biết bao hài tử ngoan đều phải hy sinh một cách vô ích. Hệ thống sức mạnh khác nhau, cho ngươi ngươi cũng không bổ sung được sức mạnh đồ đằng đâu. Khương vọng không nói gì, nhưng vẫn đem mấy khối đạo nguyên thạch đã sử dụng rồi thả ở trước mặt, nói: ngươi có thể cầm chúng đi nghiên cứu một chút. Được rồi. Trâu quai nón vung tay lên, mấy khối đạo nguyên thạch kia liền biến mất tiêu. Khương vọng hồi phục lại như ban đầu, lại một lần nữa tiến lên, tiếp tục khát quyết, tiếp tục phóng thích bát âm diễm tước. Từ khi tham gia trấn thủ vô chi địa cuộc đến nay, nhóm chiến sĩ khánh hỏa bộ chưa bao giờ cảm thấy ung dung như bây giờ. Vị thiên nhân đến từ bên ngoài kia luôn có thể dùng pháp thuật đồ đằng. Thần kỳ để thanh trừ tinh thú loại bát âm giao hưởng kỳ diệu mà mênh mông cùng cuộn kia vẫn luôn luôn vang vọng bên trong địa quật âm thanh nảy khiến cho người ta mê say tinh thú vẫn luôn tăng lên mặc dù biên độ tăng lên không khoa trương như lúc vừa bắt đầu nhưng vẫn luôn tăng lên điểm này thể hiện trên việc cả ngày càng có nhiều tinh điểm cũng thể hiện ở việc bát âm diễm tước đã không thể thanh trừ toàn bộ tinh thú trong một lần nữa sau khi phóng thích bát âm diễm tước vẫn cần chiến sĩ khánh hỏa bộ bổ sung tấn công từ từ sau mỗi một lần bác âm diễm tước, số lượng tinh thú còn sống đã càng ngày càng nhiều. Dưới giao hưởng cuồn cuộn không ngừng của bác âm, thời gian trôi qua như nước chảy. Có gì đó không đúng, Khánh Hỏa Nguyên Thần vẽ mặt sầu lo, lần tinh thú triều này vì sao kéo dài lâu như thế? Đúng vậy. Tất cả những chiến sĩ khác cũng chợt giật mình nhận ra. Lúc trước vẫn luôn là một mình khương vọng thanh trừ tinh thú, bọn họ không cảm nhận được áp lực quá lớn, cũng vì vậy mà suýt không chú ý đến chuyện này. Bình thường một lần tinh thú triều chỉ dao động từ 3 đến 40 lần mà thôi, 60 lần đã là tình huống tương đối nguy hiểm rồi. Mà lần tinh thú triều này, với số lần Khương Vọng phóng thích bát âm diễm tước thì đã hơn 100, gần 200 lần rồi. Khương Vọng đã nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn 10 lần rồi. Biểu cảm của râu quai nón cũng rất nghiêm túc, râu quai nón đã phát hiện ra chuyện này sớm hơn so với Khánh Hỏa Nguyên Thần, cũng vì thế mà đã sớm ra lệnh cho nhóm chiến sĩ đang nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu. Ngược lại, Khương Vọng vẫn luôn chiến đấu, bởi vì không biết tình huống bình thường của tinh thú triều mà vẫn tưởng rằng đây là hiện tượng bình thường. Đạo nguyên thạch mà hắn dự trữ cũng đã tiêu hao gần như không còn. Ngay lúc Khương Vọng lại quay về chỉnh đốn nghỉ ngơi một lần nữa, hắn nói với râu quai nón, ta đã không thể bổ sung sức mạnh được nữa. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có thể dùng kiếm thuật để chém giết. Râu quai nón gật đầu, y không thể trông chờ vào Khương Vọng nhiều hơn được nữa thuận miệng phân phó, đi mời tộc trưởng đến, nói là vô chỉ địa cuộc có biến. Sau đó nâng cao giọng, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ chiến sĩ đợi lệnh. Đúng lúc này. Khánh Hỏa Kỳ Minh, ngươi làm gì thế? Phế vật. Không cần ngươi đến hỗ trợ, đừng làm ảnh hưởng đến trận hình. Khương Vọng vừa dùng một kiếm chém chết tinh thú trước mặt, quay đầu lại thì thấy. Không biết từ lúc nào Khánh Hỏa Kỳ Minh vẫn luôn ngồi trong góc đã đứng lên, vẻ mặt kỳ quái, từng bước từng bước đi về phía lỗ hổng bên này. Không hề quan tâm đến những lời trách mắng, chỉ trích mà hắn ta gặp được trên đường đi. Thấy Khương Vọng quay lại nhìn mình. Hắn ta mới cười một tiếng, giọng nói bình tĩnh nói, giống như có một giọng nói đang gọi ta. Thanh thiên lai giả. Hắn ta nói, ta không hề sợ hãi nữa rồi. Vừa dứt lời, Khánh Hỏa Kỳ Minh đột nhiên tăng tốc, bắt đầu chạy nhanh hơn. Là thủ lĩnh cao nhất của vô chi địa quật, Trâu quai nón nhận ra có điều gì đó không bình thường, vội vàng hô lên, ngăn hắn lại. Lúc này những chiến binh đang đứng ven đường mới bắt đầu đi ngăn cản hắn ta. Nhưng Khánh Hỏa Kỳ Minh chỉ xoay mấy cái đã xuyên qua đám người đó, nhắm thẳng tới U Thiên. Hoàn toàn không thể ngăn cản được hắn ta. Bây giờ, sức mạnh mà Khánh Hỏa Kỳ Minh thể hiện ra thực sự vượt xa những chiến binh này. Vù vù vù, vù vù vùi vù tiếng gió rít từ U Thiên ngày càng dữ dội, tựa như đang nổi trống vì hắn ta, cổ vũ cho hắn ta. Khánh hỏa kỳ minh giống như một trận lốc xoáy, lướt qua người Khương Vọng. Khương Vọng nhắm đúng thời cơ, đưa tay ra bắt. Nhưng cuối cùng lại bắt vào khoảng không. Hắn biết rõ sức mạnh của Khánh Hỏa Kỳ Minh. Nhưng tốc độ của hắn ta trong nháy mắt này lại vượt quá khả năng phán đoán của hắn. Hắn không còn cơ hội ra tay lần thứ hai nữa rồi. Khánh Hỏa Kỳ Minh đã vượt qua vị trí của Khương Vọng, hắn ta không chút do dự, thậm chí có thể nói là quyết tâm, xông vào U Thiên. Cảnh tượng kỳ dị này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Không được ngã xuống, ngã xuống là hết. Đây là câu mà Khánh Hỏa Kỳ Minh đã nói với Khương Vọng. Việc kích động xông vào U Thiên này chắc chắn có thể sánh ngang với tự sát. Nhưng tại sao Khánh Hỏa Kỳ Minh lại đột ngột nghĩ đến tự sát? Mà nhìn trạng thái của hắn ta trước khi kích động xông vào U Thiên thì lại không hề giống bộ dạng muốn tự sát chút nào. Lời nói cuối cùng của hắn ta. Hắn ta nói hắn ta không sợ hãi nữa, vì cái gì nhỉ? Còn nữa, âm thanh gì đang kêu gọi hắn ta? Trừ tiếng gió ra. Khương Vọng xác nhận đúng là bản thân không hề nghe thấy âm thanh gì trong U Thiên. Là âm thanh chỉ có hắn ta mới nghe thấy sao? Hay cái gọi là âm thanh kêu gọi kia vốn không tồn tại? Hành động khánh hỏa kỳ minh xông vào U Thiên giống như gợn sóng không mảy may kích động. U Thiên dường như không hề bị ảnh hưởng. Đến cả những tinh điểm ở gần cũng không có biến đổi gì cả. Dường như cái tên khánh hỏa kỳ minh này cứ như vậy mà biến mất hoàn toàn. Một dấu vết cũng không lưu lại. Không ai nói gì, cũng không có ai biết phải nói gì. Mãi cho đến khi râu quai nón gào thét, tinh thú nhảy ra thì một trận giao tranh mới lại lần nữa bắt đầu giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng vị vua chúc đại nhân trẻ tuổi của bộ lạc khánh hỏa kia từ giờ phút này đã trở thành dĩ vãng nếu hết đạo nguyên bổ trợ thì sẽ không thể dùng bát âm diễm tước liên tục còn nếu chỉ dựa vào kiếm thức thì hiệu quả sát thương với tinh thú sẽ bị giảm sút rất nhiều nhưng chiến binh của vô chi địa quật lại chính là những tay lão luyện trong việc đối phó với tinh thú hơn nữa có một sinh lực mạnh mẽ mà lại dường như không biết mệt mỏi như khương vọng gia nhập áp lực của bọn họ cũng giảm đi rất nhiều khi những con tinh thú nhảy ra bị tiêu diệt liên tục thì ở bên trong ủ thiên có thể nhìn thấy từ lỗ hổng những tinh điểm cũng thưa thất dần một đợt tập kích của tinh thú này sắp kết thúc nhưng đúng vào lúc này người nào nhanh mắt có thể thấy được trong phạm vi mắt thường đủ nhìn thấy của ưu thiên đột nhiên xuất hiện chi chít những tinh điểm những tinh điểm này cực kỳ dày dày đến mức chỉ có thể cùng xuất hiện trên người của một con tinh thú không phải mấy chục hay hơn mấy trăm tinh điểm mà là hàng ngàn hàng vạn nhất thời không đếm suýt cả ưu thiên được nhìn thấy từ lỗ hổng dường như bừng sáng trong chốc lát sức mạnh của tinh thú tăng lên theo số lượng tinh điểm vậy thì con tinh thú này rốt cuộc mạnh đến thế nào còn trong lịch sử của vô chi địa quật tinh thú mạnh nhất từng xuất hiện cũng chỉ có hơn trăm tinh điểm mà thôi truyền lệnh giọng nói của râu quai nón vô cùng trịnh trọng tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến này. Khương Vọng nghe được một câu tự động viên tinh thần một cách cường điệu của vị thủ lĩnh chiến binh này. Tuyệt đối không thể để cho nó đột ngột chui ra khỏi địa cuộc, đắm mình trong tinh quang thiên su. Khương Vọng nắm chặt trường kiếm, không nói gì. Tinh thú càng mạnh, thì sau khi giết chết, tinh lực được tích trữ trong đồ đằng phía sau càng nhiều. Đương nhiên là hắn không thiếu dũng khí chiến đấu. Nhưng nếu thật sự không đánh được nó thì hắn cũng sẽ không ngồi yên ở đây chờ chết. Dưới ánh mắt chăm chú căng thẳng của tất cả mọi người, hàng ngàn hàng vạn tinh điểm dày đặc kia càng ngày ngày càng đến gần, càng ngày càng đến gần, nhưng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, mà lại đột nhiên biến mất trong nháy mắt. Tiếng gió vẫn luôn gào thét bỗng yên lặng trong nháy mắt. Bên trong u thiên, ngoài ánh sao ra thì không nhìn được gì cả nhưng Khương Vọng lại phản phất có một cảm giác giống như con tinh thú ngàn sao thậm chí là vạn sao đáng sợ kia đang trở mình rời khỏi chỗ này. Tinh thú bình thường ngay cả bị giết chết rồi cũng không có một tiếng kêu thảm thiết nào, tựa như vô tri vô giác. Vậy thì loại tinh thú ngàn sao hay tinh thú vạn sao cấp này, có khi nào sẽ sản sinh thần trí hay không? Rốt cuộc ưu thiên là cái gì? Tinh thú hình thành như thế nào? Nó đi rồi. Bị chúng ta dọa sợ bỏ đi rồi sao? Ngươi nghe được tin thú biết sợ hãi khi nào thế? Chúng còn lao xuống đất như điên ấy chứ? Vậy thì là vì cái gì? Các binh sĩ bộ lạc khánh hỏa xôn xao bàn tán. Bọn họ đã thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Khương vọng ra kiếm vào vỏ, vận động cổ tay một chút. Vừa rồi hắn cũng có chút căng thẳng. Có liên quan đến kỳ minh sao? Trong bầu âm thanh huyên náo, khánh hỏa nguyên thần đã cục một tay bỗng hỏi. Trâu quai nó ngơ ngác nhìn U Thiên, không nói gì cả. Nếu trên đời này chỉ có một địa quật, vậy thì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng U không cũng chỉ có một lỗ hổng to như vậy. Nhưng số lượng địa quật ở phù lục nhiều đến nỗi khiến người ta kinh ngạc, nên rất nhiều bộ lạc phải suốt ngày chiến đấu với tinh thú. Vậy nên mọi người mới biết, U không dưới phù lục cũng bao la bát ngát như thanh không vậy. Có rất nhiều thế hệ đang thăm dò bí mật về U không, nhưng đến nay vẫn chưa ai đưa ra nổi một nguyên do. Ken ken ken, ken 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 ken. Cửa kim loại phát ra ba tiếng dài một tiếng ngắn, tiếng vang rất có quy luật. Có người đã hạ xuống và yêu cầu tiến vào địa quật. Tiếp đó là tiếng cửa kim loại được mở ra. Tộc trưởng. Tộc trưởng tới rồi. Có thể thấy, Khánh Hỏa cao sĩ cực kỳ có danh vọng trong bộ lạc Khánh Hỏa. Các binh sĩ trong vô chi địa quật đều vô cùng cung kính với gã, dù nhiều lúc những binh sĩ này đều không có được sự hỗ trợ của sức mạnh đồ đằng dù cho bọn họ luôn luôn ở những nơi nguy hiểm nhất. Bởi vì lúc trước Khánh Hỏa Cao Sĩ chính là một chiến binh chiến đấu anh dũng ở các địa cuộc lớn. Nói về số lượng tinh thú đã giết chết, cả bộ lạc Khánh Hỏa gộp lại cũng không nhiều bằng gã. Con tinh thú mạnh nhất mà bộ lạc Khánh Hỏa từng gặp phải mà mọi người biết, trên người có 124 tinh điểm, chính là con tinh thú bị Khánh Hỏa Cao Sĩ tự tay giết chết. Gã là thủ lĩnh của bộ lạc Khánh Hỏa, và cũng là chiến binh dũng cảm và mạnh mẽ nhất của bộ lạc Khánh Hỏa. Khánh Hỏa cao xí bước đi trên con đường mà các binh sĩ vừa lui lại, đi thẳng đến bên cạnh lỗ thủng, nhìn vào U Thiên, im lặng một hồi lâu. Lúc này gã đã biết được ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc, không nhìn ra tâm trạng biến đổi gì nhiều. Gã đứng cạnh râu quai nón, thân hình cao lớn như một ngọn núi. Sau một lúc lâu, gã mới thu hồi ánh mắt, nói với Khương Vọng trước thiên thanh la giả, vất vả cho ngài rồi. Lúc này, gã vẫn giữ được sự kính trọng và lễ phép, có lẽ là vì công lao của Khương Vọng trong trận tinh thú trước đó. Nơi này đều là những anh hùng của bộ lạc khánh hỏa ta, ngài hãy chọn ra 16 người thích hợp, sau đó có thể huấn luyện khi trở về tộc, chuẩn bị cho ván cờ sinh tử đi. Không đợi Khương Vọng trả lời. Gã đã quay đi trực tiếp ra lệnh nói, Khánh Hỏa Hành, ngươi tạm thời giữ chức tộc trưởng, chút nữa đi ra ngoài cùng với thiên thanh la giả chủ trì tình hình chung trong tộc. Gã cũng không đợi râu quai nón phản đối, đã dứt khoát nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đích thân trấn thủ vô chi địa quật. Lời này đã biểu lộ rõ ràng rằng ý chí của gã không dễ dao động, quyết định của gã không dễ thay đổi. Không có thương lượng hay trao đổi gì cả. Đây là quyết định cuối cùng. Với quyết định cuối cùng này của Khánh Hỏa Cao Sĩ, Khánh Hỏa hành mặt đầy râu không hề có chất vấn gì mặc dù tâm tình của gã đã vô cùng nghiêm trọng. Chuyện Khánh Hỏa Cao Sý muốn nít thân trấn thủ vô chỉ địa quật đã nói rõ cho gã rằng tình huống tiếp theo mà vô chỉ địa quật phải đối mặt có thể sẽ vượt quá năng lực đối phó của Khánh Hỏa Hành. Đây là một phỏng đoán đáng sợ. Đó sẽ là dạng nguy hiểm như thế nào? Nó đáng sợ đến mức nào? Thậm chí là nếu ngay cả Khánh Hỏa Cao Sý cũng không trấn thủ được thì sao? Một khi trấn thủ bị tinh thú phá vỡ, hồ đồ đằng của bộ lạc khánh hỏa sẽ bắt đầu cạn kiệt những bộ tộc đã từng bị đánh tan địa quật trong lịch sử đều không có ngoại lệ hậu quả của việc cạn kiệt hồ đồ đằng bất cứ người phù lục nào cũng hiểu tố mà tinh thú có thể đắm mình trong tinh quang thiên su sẽ càng trở thành một chuyện tai họa những bộ tộc bị công phá địa quật đồng thời cũng là tội nhân của phù lục đối với mỗi bộ tộc lớn của phù lục chuyện trấn thủ địa quật mãi mãi là chuyện quan trọng nhất quan trọng hơn tất cả mọi thứ ta phải ở lại đây, khương vọng nói. khánh hỏa cao sĩ nhìn hắn, chờ đợi lời giải thích của hắn. kiếm thuật của ta đòi hỏi phải tôi luyện, điều này sẽ khiến ta càng tự tin hơn trong ván cờ sinh tử. tinh thú là đối tượng rất thích hợp. sau khi cân nhắc, khương vọng đã chọn lý do này. thân phận của khương vọng là thanh thiên la giả, là tinh tướng, là cờ chủ đại diện cho bộ lạc khánh hỏa xuất chiến trong ván cờ sinh tử. hắn không hề thuộc về bộ lạc khánh hỏa. Vì vậy cho dù lời nói Khánh Hỏa cao xí ở bộ lạc Khánh Hỏa có trọng lượng thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không thể cưỡng chế mà ra lệnh cho Khương Vọng. Ngược lại, bất kỳ yêu cầu gì của Khương Vọng, chỉ cần không quá vô lý, bộ lạc Khánh Hỏa đều sẽ tìm cách đáp ứng. Vả lại, chuyện hắn giúp trấn thủ địa cuộc cũng là chuyện tốt với bộ lạc Khánh Hỏa. Bản thân Khánh Hỏa cao xí cũng đã từng thấy được thực lực của hắn. Ta sẽ không can thiệp vào quyết định của ngươi. Nhưng có điều, nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống cự được, xin ngươi hãy rút lui trước. Khánh hỏa cao sĩ nói vậy, sau đó lại phân phó, khánh hỏa nguyên thần, ngươi phụ trách việc đảm bảo chuyện này. Thứ tự trong ván cờ sinh tử có lẽ có thể trở thành cơ hội của chúng ta. An nguy của tinh tướng là điều rất quan trọng. Tộc trưởng yên tâm, khánh hỏa nguyên thần nói, tuy chiến lực của ta không bằng tinh tướng đại nhân, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm không có cách nào chống cự, ta nhất định sẽ che chắn ở phía trước đương nhiên Khương Vọng không có phản đối gì. Tuy rằng hắn cho rằng bản thân không cần bảo vệ. Nếu gặp phải nguy hiểm mà hắn không có cách nào nào chống cự, thì có cho Khánh Hỏa nguyên thần vào cũng khó mà làm được việc gì. Cuối cùng chỉ có một mình Khánh Hỏa hành rời khỏi vô chi địa quật. Trái lại cũng giống như Khánh Hỏa cao sĩ đích thân đến địa quật, cũng chỉ là trao đổi trọng trách quyền lực hai bên cho nhau một chút mà thôi. Đợt sóng tinh thú tạm thời đã yên ổn, Khánh hỏa cao sĩ không điều chỉnh bố trí của Khánh hỏa hành vẫn là hai đội quân chuẩn bị chiến đấu, hai đội quân đợi lệnh, còn lại thì nghỉ ngơi chỉnh đốn. Còn gã thì lại ngồi xuống chỗ một cái bệ đá bên cạnh lỗ thủng, đồng thời bắt chuyện với Khương Vọng, Thanh Thiên La giả mời ngồi. Khương Vọng hiểu được vị thủ lĩnh của bộ lạc Khánh hỏa này dường như có lời muốn nói, vì vậy hắn cũng ngồi xuống bệ đá bên cạnh. Thế giới của các ngươi có ưu thiên không? Khánh hỏa cao xí đang nhìn u thiên tối đen như mực bỗng hỏi: "Chí ít là ta chưa từng gặp qua. Người ta nói thiên đạo hữu tính, vạn sự vạn vật đều tự có đạo lý. Nơi như u thiên này có đạo lý gì đáng nói nhỉ? Nó là họa trong họa, là nguyên nhân của tất cả những bất hạnh ở phù lục. Ánh sáng trên trời đến đêm liền tắt, ánh sáng có thể nhìn thấy không hề vĩnh cửu. Nhưng u thiên vẫn mãi mãi là u thiên. Chẳng lẽ thế gian thực sự có sự u ám vĩnh viễn như vậy sao?" Khánh hỏa cao sĩ hỏi Khương Vọng, ngài từ thế giới trên thanh thiên mà đến, có thể giải thích nghi vấn này cho ta hay không? Có thể thấy rằng, dù gã có là chiến binh mạnh mẽ và có ý chí kiên định như vậy, cũng sẽ có lúc cảm thấy mù mịt. Bởi vì trấn thủ địa cuộc thực sự là một chuyện rất khó khăn, rất lâu dài, hơn nữa từ trước đến nay còn chưa từng nhìn thấy ánh sáng lúc trạng đông. Những chiến binh bình thường còn có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn gã và khánh hỏa hành thì một đời chỉ đối mặt với địa cuộc. Khương Vọng không thêm mắm thêm muối, thành thực nói, ta chỉ là một người tu hành hết sức bình thường, ta ở trong thế giới của chúng ta vô cùng ảm đạm. Có lẽ trong thế giới của ta có người có thể giải đáp những nghi vấn của ngươi, có lẽ một ngày nào đó ta cũng có thể làm điều đó, nhưng ta của hiện tại chưa thể có năng lực đó. Ngài nghĩ gì về Khánh Hỏa Kỳ Minh? Hắn thật đáng thương. Đáng thương. Khánh Hỏa cao sĩ ngừng một chút, phải a, à, hắn thật đáng thương. Khánh Hỏa Cao Sĩ lại hỏi, trước khi Khánh Hỏa Kỳ Minh nhảy xuống U Thiên, ngài là người cuối cùng nói chuyện với hắn. Ngài có cảm thấy chuyện nhảy xuống U Thiên là chuyện hắn đã lên kế hoạch từ sớm hay không? Có lẽ đây mới là vấn đề gã thực sự muốn hỏi. Thương Vọng lắc đầu, thời điểm hắn nói chuyện với ta, hắn không hề biểu lộ ra là muốn chết. Hơn nữa, nỗi sợ hãi U Thiên của hắn ăn sâu vào máu, tuyệt đối không phải chuyện giả. Cộng thêm lời nói cuối cùng của hắn, Ta nghĩ hắn đã bị thứ gì đó mê hoặc. Mê hoặc. Khánh hỏa cao sĩ im lặng một hỏi. Sau đó gã nghe truyện trên TV audio CV cười khổ, tuy thời gian tiếp xúc rất ngắn, nhưng dường như hắn rất tin tưởng ngươi, đến cuối cùng cũng chỉ nói với mỗi mình ngươi. Bởi vì nỗi sợ với U Thiên, hắn không hợp với nơi đây, Khương Vọng nói. Không phải là hắn chỉ nói với mỗi mình ta, mà hắn đã từng nói, là chỉ có ta là bằng lòng nghe hắn nói gì. Sau một trận im lặng, Khánh Hỏa cao xí nắm hai tay, kể lại một đoạn lịch sử. Cũng không biết là vu chúc đời thứ bao nhiêu của bộ lạc Khánh Hỏa, bởi vì mối quan hệ luôn được tiến hành bí mật, rất nhiều thông tin cũng không được lưu lại. Vì vậy cho đến hiện tại đã không còn biết người đầu tiên bắt đầu là ai, qua nhiều năm nghiên cứu ưu thiên, vị vu chúc này đã nghĩ đến một cách. Đó chính là bóp méo hỏa đồ đằng, trên cơ sở đó tạo ra ưu chi đồ đằng giả thiết rằng người có u chỉ đồ đằng sẽ có thể tiếp xúc với u thiên, thậm chí là nắm giữ bản nguyên của u thiên. Nếu có thể nắm giữ bản nguyên của u thiên, thì có lẽ tinh thú sẽ không thành vấn đề nữa. Đây chắc chắn là ý tưởng của một thiên tài. Nhưng chuyện sáng tạo u chi đồ đằng này, nghĩ thì được, còn trên thực tế thì cơ hồ không thể thực hiện được. Tất cả bản nguyên đồ đằng hiện nay của phù lục, tương truyền đều là của thần sáng thế, không lưu lại. Sức người sao có thể tạo ra đồ đằng vĩ đại như thế chứ? Cả đời của vị vua chúc đó cũng chưa chắc có thể hoàn thành giả thiết này. Nhưng có lẽ là do nỗi sợ mà U Thiên mang lại kéo dài quá lâu mà kiểu giả thiết ảo tưởng này không hề bị gác lại. Các thế hệ vua chúc của bộ lạc Khánh Hỏa đều cố gắng vì cái này, lần lượt từng người nỗ lực vì nó, có thể nói là họ đã đem tâm huyết cả đời mình đổ vào giả thiết này. Thậm chí còn có một vị vua chúc đã dùng thân thể của mình để cảm nhận U Thiên, sau khi tứ chi đều bị tiêu trừ khi tiếp xúc với U Thiên, thì đã dùng khẩu thuật ghi lại cảm nhận của chính mình, đồng thời hoàn thành bước nhảy cuối cùng. Cứ thế tiếp tục tiếp nhận từ thế hệ này qua thế hệ khác, cuối cùng tới một đời vu trúc, trên tay của người được gọi là vu trúc mạnh nhất trong lịch sử thánh hỏa trúc thư, U chỉ đồ đằng đã hoàn thành những bước đầu tiên. Sau cùng, đồ đằng cần tác dụng với cơ thể con người. Đương nhiên thí nghiệm như vậy cũng cần phải có vật thí nghiệm tương ứng là cường giả xuất chúng trong bộ tộc, gia gia của Khánh Hỏa Kỳ Minh vô cùng đồng ý với kế hoạch này, tình nguyện lấy thân hỗ trợ thí nghiệm. Nhưng tuổi tác của ông ta đã lớn, cũng đã tu luyện hỏa đồ đằng đến trình độ cực kỳ thâm sâu. Vậy là phụ thân của Khánh Hỏa Kỳ Minh, từ nhỏ đã trở thành một trong những vật thí nghiệm. Trong thời gian dài đằng đẵng, tất cả những người thí nghiệm tiếp nhận thu chỉ đồ đằng đều hiển nhiên thất bại. Nhưng mà với cha của Khánh Hỏa Kỳ Minh, Thiên phú kinh người và sự thân thiết với U chỉ đồ đằng hơn những người bình thường của hắn ta đã khiến cho vua trúc khánh hỏa trúc thư gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào hắn ta. Vì để tiếp nhận U chi đồ đằng một cách tốt hơn, bản thân tất cả những vật thí nghiệm U chi đỏ đằng đều không được biết rõ tình hình. Họ được che giấu trên danh nghĩa chiến lược đặc biệt trong tộc, trước khi bước vào thí nghiệm cuối cùng, bọn họ đều dùng sinh hoạt của người bình thường để ngụy trang cho bản thân bộ tộc cũng đặc biệt cho phép bọn họ không cần tham gia trấn thủ địa quật năm khánh hỏa kỳ minh năm tuổi thực lực của phụ thân hắn ta đã đạt tới một giới hạn ngay sau đó vô chúc khánh hỏa trúc thư cho rằng thời cơ đã chín mùi lần đầu tiên ném phụ thân của khánh hỏa kỳ minh vào địa quật vật thí nghiệm cùng nhau đi vào có tổng cộng 3 người kết quả vô cùng thảm khốc hai người khác đều bị ưu thiên xóa bỏ một cách biệt vô âm tính còn phụ thân của Khánh Hỏa Kỳ Minh sau khi phát hiện ra thân phận vật thí nghiệm của chính mình thì bắt đầu kháng cự mãnh liệt. Hắn ta chỉ biết về cái gọi là đồ đằng đặc biệt trên người mình sau khi thí nghiệm tiếp xúc với u thiên kết thúc, hắn ta không ngần ngại dùng thủ đoạn dữ dằn nhất để phế bỏ đồ đằng của chính mình. Đồng thời cả đời chạy trốn khỏi địa cục. Gia gia của Khánh Hỏa Kỳ Minh là một người anh dũng một đời chiến đấu vì bộ tộc, ông ta không có cách nào chịu đựng được sự hèn nhát của nhi tử mình vì vậy đã tự tay giết chết hắn ta. Thay vào đó ông ta đã bồi dưỡng tôn tử của mình. Ngay từ nhỏ, ông ta đã lấy sự hèn nhát của phụ thân hắn ta làm tấm gương phản chiếu để nuôi dưỡng và đào tạo sự dũng cảm cho Khánh Hỏa Kỳ Minh. Đồng thời còn bất chấp tuổi già, mỗi năm đều xuống địa cuộc một lần làm gương cho tôn tử. Thậm chí sự tử trận ngoài ý muốn của ông ta cũng là để khích lệ Khánh Hỏa Kỳ Minh sau khi phụ thân và gia gia của khánh hỏa kỳ minh lần lượt chết đi Vu chúc khánh hỏa trúc thư đã thu dưỡng khánh hỏa kỳ minh trên danh nghĩa thì làm làm con nuôi nhưng thực tế là để hắn ta ở bên cạnh để y đích thân bồi dưỡng khánh hỏa kỳ minh chính là thế hệ mang dấu ấn của Tu chi đồ đằng theo thời gian khánh hỏa kỳ minh dần dần lớn lên hắn ta thực sự trở thành một người dũng cảm hơn nữa còn tràn ngập hận thù với địa quật đã khiêu chiến với địa quật vô số lần nhưng con người không phải cây cỏ người nào có thể vô tình được đây trong thời gian dài sống cùng nhau khánh hỏa trúc thư cũng dần dần thực sự xem khánh hỏa kỳ minh như hài tử của mình dưới quán tính to lớn của lịch sử y vẫn cứ tiến hành thiết tưởng về tu chỉ đồ đằng nhưng bây giờ lại càng ngày càng cân nhắc đến an toàn của khánh hỏa kỳ minh thậm chí y còn nói với khánh hỏa cao sý một cách rõ ràng rằng y không muốn khánh hỏa kỳ minh bước vào vết xe đổ của những người dũng cảm kia biến mất vì ưu thiên U Chi Đồ Đằng càng ngày càng rõ ràng hơn, thiết tưởng vĩ đại dường như đang tới gần kết quả. Nhưng Khánh Hỏa Trúc Thư lại càng ngày càng bắt đầu nghĩ về tính đúng sai của thiết tưởng này, thậm chí nghi ngờ cả ý nghĩa của những cố gắng của nhiều đời vu trúc như vậy. Trong lúc nghiên cứu sau này, không ai biết y đã phát hiện ra cái gì. Điều duy nhất họ biết là, y bắt đầu phủ nhận toàn bộ thiết tưởng U chỉ Đồ Đằng với một thái độ kiên quyết. Y truyền vu trúc lại cho Khánh Hỏa Kỳ Minh điểm lên mi gian của hắn ta hỏa văn độc nhất của vu trúc hỏa bộ đồng thời không hề nhắc đến việc u chi đỏ đằng cũng không có phép người biết rõ tình hình nào nói với khánh hỏa kỳ minh từ đó đến nay khánh hỏa kỳ minh luôn cho rằng đồ đằng trên người mình là hỏa đồ đằng đặc biệt cần giữ kín đã thất bại mà thôi mà sức mạnh của hắn ta đều là đến từ hỏa văn vu trúc trong lần cuối cùng xuống địa quật khánh hỏa trúc thư vốn muốn dẫn khánh hỏa kỳ minh theo cùng nhưng sau đó không biết vì sao y lại để Thánh Hỏa Kỳ Minh ở lại bên ngoài thành lũy, một thân một mình đi xuống địa quật. Y vào trong địa quật ngồi ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ. Cuối cùng cùng hai mắt chảy huyết lệ. Y chỉ để lại một câu, không ai có thể hoàn thành bản nguyên đồ đằng. Dựa vào năng lực ít ôi lại muốn có sức mạnh sáng tạo thế giới, đến đổi phí cả tính mạng, đồ thương thiên tài, đã lầm rồi. Sau đó y xông vào U Thiên. Không ai biết rằng, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Khánh Hỏa Trúc Thư được coi là vô trúc mạnh nhất trong lịch sử này đã nhìn thấy gì? Đây có lẽ sẽ là một bí ẩn vĩnh hằng. Lầm rồi. Cả bộ lạc Khánh Hỏa, rất nhiều thế hệ đã hy sinh vì nó, hăng hái chiến đấu vì nó, người trước ngã xuống, người sau lại tiếp tục. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhận về hai từ này. Có bao nhiêu tuyệt vọng đây? Đương nhiên lịch sử có sức mạnh phong phú của nó. Sau khi im lặng nghe Khánh Hỏa cao sĩ giải thích, Khương Vọng đã phần nào hiểu rõ được tâm tình của gã. Chỉ là hiểu nhưng không có nghĩa là đồng ý, hiểu cũng không có nghĩa là tôn trọng. Vậy thì sao? Ngươi muốn nhặt lại thiết tưởng đó. Khương Vọng chất vấn. Chính vì vậy mà ngươi ngồi đó nhìn người trong tộc lạnh nhạt và xem thường Khánh Hỏa kỳ minh, ngồi đó nhìn hắn ta cẩn thận nhận hết mọi cười ngạo, thực ra chính là để ép hắn đối mặt với địa cuộc, ép hắn mở ra u chi đồ đằng một lần nữa, đối với Khánh Hỏa Kỳ Minh, ta là một người bị ổi. Nhưng đối với cả bộ lạc Khánh Hỏa, thì ta bằng lòng dân hiến tất cả, kể cả đạo đức và danh dự của ta. Ta không thẹn với lương tâm. Khánh Hỏa Cao Sĩ nói, hắn có thể oán giận ta, nhưng ta sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Ta không hề hiểu rõ suy nghĩ sâu xa trong lòng Khánh Hỏa Kỳ Minh, ta cũng không biết hắn có từng oán giận ngươi hay không, Khương Vọng lắc đầu, nhưng ta biết một chuyện, Khánh Hỏa Trúc Thư đã đem U chỉ đồ đằng tiến hành đến giai đoạn cuối cùng chắc chắn còn hiểu U Thiên hơn ngươi. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, vì sao hắn lại từ bỏ chưa? Nếu ngay cả vấn đề này ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, hoặc nghĩ rồi nhưng không nghĩ một cách kỹ càng. Nếu đến cả chuyện vì sao hắn từ bỏ ngươi còn không biết, vì sao hắn tuyệt vọng ngươi còn không rõ, thì dũng khí ở đâu mà lại muốn tiếp tục làm chuyện này thế? Những lời này khiến cho Khánh Hỏa cao xí á khẩu không thể trả lời. Đương nhiên Khương Vọng cũng có lòng bất bình vì Khánh Hỏa Kỳ Minh. Nhưng thử đặt tay lên ngực mà tự hỏi, nếu ở một nơi dị thường như vậy, trong một bộ lạc Khánh Hỏa có hoàn cảnh như vậy, đối diện với đợt sóng tinh thú dường như không có hồi kết, đối diện với họa nguồn dường như mãi mãi không có cách nào để giải quyết, vậy thì khả năng gần như đã gần trong gan tất đó. Sao có thể không có nó là một cộng rơm cứu mạng chứ? Lựa chọn của Khánh Hỏa cao xí chưa hẳn là sáng suốt, cũng chưa hẳn quang minh chính đại nhưng với vị trí của gã, đây dường như lại là một chuyện hợp tình hợp lý. Thực ra ngươi cũng cảm thấy sợ hãi phải không? Khánh hỏa kỳ minh đột ngột nhảy vào ưu thiên một cách lạ lùng, rồi tinh thú hàng vạn tinh điểm mờ mờ ảo ảo tới gần rồi lại rời đi. Ngươi phát hiện ngươi căn bản không thể nào giải thích tất cả những chuyện này. Ngươi phát hiện dù cho ngươi đã biết rất nhiều, hiểu rất nhiều. Nhưng ngươi vẫn là không hiểu gì về ưu thiên cả, một chút cũng không hiểu cu chi đồ đằng kia. thương vọng lại hỏi, thực ra ngươi rất sợ hãi đúng không khi tất cả dường như đã rời khỏi tầm tay rồi ngươi mới hiểu được sự vô tri của bản thân phải ta thực sự cảm thấy sợ hãi nó khánh hỏa cao Xí không hề phủ nhận gã là một tộc trưởng sẽ tính toán chỉ ly vì một chút sức mạnh đồ đằng này là một người quyết định sẽ lạnh lùng suy tính cái giá phải trả đưa lão nhân lên chiến trường sinh tử là một chiến binh nửa đời chống lại địa quật vĩnh viễn đứng tại tiền tuyến là một kẻ không tiếc hy sinh người khác nhưng đồng thời cũng là một người bằng lòng gánh vác trách nhiệm. Gã nói, "Vì vậy ta quyết định đích thân trấn thủ chỗ này, ta không biết chỗ này sẽ xảy ra thay đổi như thế nào, nếu có kết cục tốt, Kỳ Minh sẽ nhận được vẻ vang. Nếu kết cục xấu, ta sẽ gánh vác sai lầm." "Ta mong rằng đó là một kết cục tốt." Khương Vọng nói, "Mặc dù ta không ủng hộ lựa chọn của ngươi, mặc dù ta cho rằng Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng không cần vinh dự gì cả. Nhưng ta vẫn mong đó là một kết cục tốt." thời gian vẫn chậm chậm trôi, không chờ đợi ai cả. Cuối cùng thì ván cờ sinh tử cũng bắt đầu. Vì bộ lạc Khánh Hỏa đã chọn được một vị tinh tướng, nên nghiễm nhiên có một tên trong danh sách của ván cờ sinh tử. Nhưng khi hầu như tất cả đội quân của các bộ tộc đã vào trong ván cờ, thì Khương Vọng vẫn đang trấn thủ địa quật. Không chỉ người ngoài tộc không rõ chuyện gì, mà Khánh Hỏa Hành cũng đã phái người đi hỏi mấy lần, ngay cả Khánh Hỏa Cao Sý cũng năm lần bảy lượt hỏi thăm Khương Vọng nhưng lần nào Khương Vọng cũng chỉ trả lời rằng thời cơ chưa đến. Nói về quy tắc của ván cờ sinh tử, rất đơn giản. Một bàn cờ có bốn góc bốn phương, mỗi một phương vị sẽ có 25 điểm xuất phát. Cả trăm đội quân sẽ xuất phát từ điểm ban đầu và tiến đến trung tâm của bàn cờ. Sau đó sẽ dựa vào thứ tự tiến vào trung tâm để quyết định thứ hạng của cả ván cờ. Nhưng khi nói cụ thể tỉ mỉ hơn thì kỳ thực sẽ có rất nhiều biến đổi, tương đối phức tạp. Đầu tiên, 100 vị trí xuất phát đầu tiên đều không phải đường thẳng nối liền với vị trí trung tâm, mà chúng đang xen lẫn nhau, mà sau khi đang xen thì chỉ có một bên có thể tiếp tục tiến lên, bên còn lại sẽ phải lùi xuống phía sau. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhất định sẽ xảy ra tranh chấp. Tiếp đó, con đường để tiến lên thực ra không phải một vùng đất bằng phẳng, mà sẽ có rất nhiều cửa ải, có rất nhiều chướng ngại vật. Hơn nữa, sau khi vượt qua cửa ải sẽ tiếp tục có những lựa chọn khác nhau ví dụ như chọn cho bản thân có thể nhanh chóng tiến thêm vài ô cờ hay ví dụ như có thể loại bỏ bao nhiêu chướng ngại vật ở vị trí phía trước ngoài ra cũng có thể chọn khiến người khác lui về sau hay tiến lên phía trước hoặc tăng thêm chướng ngại vật ở ô cờ tiếp theo cho người khác điều này có nghĩa là chuyện lựa chọn đối thủ cho bản thân thậm chí là thao túng cuộc chiến sẽ gặp phải của người khác đều là chuyện có thể xảy ra chỉ một chút này thôi sẽ xảy ra vô số biến đổi nói tóm lại ván cờ sinh tử không phải là cuộc tù đấu đơn giản, thời cơ then chốt rất quan trọng. trong lịch sử cũng không phải chưa từng có lựa chọn hoãn lại việc vào trận, nhưng thường sẽ không đạt được thứ tự tốt. thậm chí còn chưa kịp tiến vào trung tâm thì ván cờ đã kết thúc. đương nhiên chuyện khương vọng cố ý lấy danh nghĩa luyện kiếm để trấn thủ ở địa cuộc cũng có lý do của nó, nguyên nhân chính chính là vì tinh lực được tích lũy phía sau bên trong đồ đằng vẫn chưa đạt tới cực hạn. một quân bài này tới không dễ dàng gì hắn nhất định phải đánh được. Điều đáng nói chính là, trong thời gian khánh hỏa cao xí đích thân trấn thủ vô chi địa cuộc, địa quật không hề xảy ra chuyện kỳ lạ gì. Tần suất tấn công của tinh thú cũng không ít hơn hồi trước là bao, còn tinh thú cấp bậc ngàn tỉnh thì lại chưa từng xuất hiện. Bộ lạc xích lôi đã tiến 10 ô. Bộ lạc xích lôi đã tiến 20 ô. Bộ lạc trấn hỏa bị cửa thứ nhất cản trở, đã bị loại. Bên ngoài ván cờ sinh tử có bia đá kết quả, nó có thể thông báo tiến độ của ván cờ. Các bộ tộc ở phù lục đều quan sát tiến triển của ván cờ sinh tử qua bia đá kết quả, trong đó có cả bộ Lạc Khánh Hỏa. Khánh Hỏa hành chủ trì đại cục ở bên ngoài, gần như là chỉ cần có biến đổi gì đó thì sẽ phái binh lính tới Vô Chi địa cục báo cáo ngay lập tức. Tứ từng đợt từng đợt binh sĩ tới báo tin. Gã không biết thời cơ mà Khương Vọng nói là gì nên chỉ có thể dùng cách này để thúc giục trong im lặng. Khương Vọng là cờ chủ cờ chủ có nhiệm vụ quyết định tất cả mọi chuyện trong ván cờ sinh tử. Nên khi hắn muốn yên lặng trấn thủ ở địa cuộc chờ thời cơ, người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bộ lạc tật hỏa đã tiến thêm 30 ô. Bộ lạc tịnh thủy và bộ lạc quảng thổ giao tranh, toàn quân của bộ lạc quảng thổ bị diệt, loại. Ván cờ sinh tử lần này có vẻ vô cùng quyết liệt, mới bắt đầu chưa lâu đã có rất nhiều bộ tộc bị loại. Hết ngày đầu tiên, bộ lạc tật hỏa nhanh nhất đã tiến hơn 180 ô. Khương Vọng vẫn nhớ đó là bộ tộc mà Khương Vô Tà làm cờ chủ. Ban đêm chính là thời gian chỉnh đốn nghỉ ngơi bên trong ván cờ sinh tử, lúc này, người của các bộ tộc đều dừng lại, xem lại thế cục để xác định chiến lược của ngày hôm sau. Ban đêm sẽ không có ai hành động. Bởi vì văn cờ sinh tử có một quy tắc rất quan trọng. Bên trong ván cờ sinh tử, không có nơi nào là không tồn tại sinh tử. Ban ngày là sống, ban đêm là chết ván cờ sinh tử có điểm bắt đầu có điểm trung tâm còn có cả những điểm sống rải rác ở các nơi nếu trước khi màn đêm buông xuống mà không thể tìm được điểm sống để đóng quân thì kết cục chính là chết quy tắc khắc nghiệt vô cùng quan trọng này mới chính là nguồn gốc của cái tên ván cờ sinh tử việc tranh đoạt điểm sống cũng là một loại cạnh tranh một phân đoạn vô cùng quan trọng trong ván cờ sinh tử ngày đầu tiên đã kết thúc rồi mà ngài vẫn chưa xuất phát sao? Khánh hỏa cao sĩ lại hỏi thăm lần nữa. Chờ thêm chút nữa, Khương Vọng chỉ nói vậy. Bọn họ vừa kết thúc cuộc chiến với một đợt tinh thú. Ban đêm, ván cờ sinh tử sẽ dừng tiến độ, nhưng tinh thú đến từ U Thiên thì dường như không có khái niệm về thời gian. Khi có Khương Vọng và Khánh Hỏa Cao Sĩ ở đây thì những đợt tinh thú khá vất vả trước kia hiện giờ cũng không có nhiều khó khăn lắm nhất là khi khương vọng còn dốc sức hơn cả khánh hỏa cao xí, giống như có thâm thù đại hận gì đó với tinh thú. Rốt cuộc là ngài đang đợi cái gì thế? Khánh hỏa cao xí rất muốn hỏi như vậy, nhưng gã hiểu rõ khương vọng không có nghĩa vụ phải giải đáp vấn đề này cho gã. Mấy ngày nay vì lo lắng u thiên có thay đổi khác thường nên gã đã âu lo tới độ già đi vài tuổi. Nhưng sau vài ngày trấn thủ không xảy ra chuyện gì khác thường nên tâm trạng của gã cũng dần dần bình tĩnh lại và bắt đầu lo lắng nhiều hơn cho ván cờ sinh tử. Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến vận mệnh trăm năm của bộ tộc. Mà Khánh Hỏa Kỳ Minh Cuối cùng, Khánh Hỏa Kỳ Minh cũng giống như những tiền bối kia, biến mất trong u thiên một cách biệt vô âm tính. Giống như không hề có đợt sóng nào dấy lên. Có lẽ ngay từ đầu thiết tưởng U Chi Đồ Đằng đã là một sai lầm. Ngày hôm sau, Khánh Hỏa Hành vẫn phái đến địa quật từng người một. Đôi khi đến đúng lúc bên trong địa quật đang giao chiến, thì người xuống đưa tin trước sẽ đợi người sau rồi cùng vào báo cáo tình hình. Toàn bộ bộ Lạc Khánh Hỏa đều rất nóng ruột, trừ một mình Khương Vọng. Đương nhiên cũng có không ít người trong Vô Chi địa quật mong Khương Vọng thường xuyên ở đây. Sự có mặt của hắn sẽ giúp giảm đáng kể số lượng binh sĩ tử thương trong Vô Chỉ địa quật. Bộ Lạc Xích Lôi và bộ Lạc Tật Hỏa giao tranh. Chuyện này là do sự bố trí của bộ Lạc Thiết Mộc, bộ Lạc Tịnh Thủy cũng đổ dầu vào lửa bộ lạc tật hỏa thua trận, chỉ còn mỗi cờ chủ, lùi lại 100 ô. Khương Vọng không thăm dò được cờ chủ của bộ lạc thiết mục là ai, nếu chỉ xét từ phương diện đánh cờ này, có thể thiết kế được bộ lạc xích lôi và bộ lạc tật hỏa giao tranh với nhau, thì dường như hắn ta đang chiếm ưu thế. Đương nhiên cũng chưa hẳn là không phải do cờ chủ của bộ lạc xích lôi, lôi chim càng tương kế tự kế, mạnh mẽ đâm tới, cực kỳ tự tin muốn đạp Khương Vô Tà một cước dựa vào ấn tượng ngắn ngủi của khương vọng với gã khả năng này cũng rất cao hiện tại khương vô tà đang đại diện cho bộ lạc tật hỏa tuy chưa bị loại nhưng cũng đã rất khỏi vị trí dẫn đầu tất nhiên khánh hỏa cao xí vô cùng lo lắng nhưng khương vọng thì lại bắt đầu điều tức một cách bình thản thực ra thời gian hắn cho phép bản thân xác định rõ ràng là hai ngày hắn nghiên cứu ván cờ sinh tử một cách tỉ mỉ nếu kéo dài quá hai ngày thì tuyệt đối không thể đuổi kịp đội đứng đầu vì vậy sau khi ván cờ sinh tử bắt đầu được hai ngày dù tinh lực còn đang tích lũy đến mức độ nào thì hắn cũng bắt buộc phải xuất phát trừ khi hắn từ bỏ vị trí đầu tiên hiện tại mới là ngày thứ hai mà thôi hắn đang kiên quyết thực hiện kế hoạch của mình vì vậy bên trong ván cờ sinh tử có tiến triển đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới hắn người mà cứ suy tính thiệt hơn thì sẽ không làm tốt chuyện gì được buổi sáng đã trôi qua đã có ba đợt người được khánh hỏa hành phái tới báo tin Khương Vọng rất chăm chú nghe tin tình báo, nhưng từ đầu tới cuối đều không tỏ thái độ gì. Bộ lạc Xích Lôi đã tiến được tổng cộng 370 ô. Binh sĩ tới báo tin vào buổi chiều đã gấp như kiến bò trên chảo nóng. Ngày đầu tiên, bộ lạc Tật Hỏa nhanh nhất cũng mới tiến 180 ô, vậy mà sau khi đánh bại bộ lạc Tật Hỏa, bộ lạc Xích Lôi lại mạnh lên đột ngột, một ngày còn chưa kết thúc đã tiến được 370 ô. Khương Vọng không nói lời nào, chỉ rút kiếm đứng dậy, một đợt tinh thú lại bắt đầu. Khánh hỏa cao sĩ cứ tới lui cạnh địa quật, thường thì chỉ ra tay khi các binh sĩ gặp nguy hiểm. Khương Vọng đã vì cái gọi là luyện kiếm mà yêu cầu gã không được thi triển quá nhiều sức mạnh, để lại phần lớn tinh thú cho Khương Vọng, vậy nên Khánh Hỏa Cao Sĩ cũng chỉ có thể làm theo. Vì không có sự bổ trợ vô hạn của đạo Nguyên Thạch nên hiệu quả chém giết tinh thú của Khương Vọng cũng không cao như trước, nhưng so với những binh sĩ khác trong bộ lạc khánh hỏa thì vẫn hoàn mỹ và hiệu quả cao như cũ. Kiếm quang lóe lên, con tinh thú cuối cùng cũng biến mất tại chỗ. U Thiên lại tiếp tục yên ả. Khánh hỏa cao sĩ có bể oải, lại hỏi một câu theo thông lệ, cờ chủ đại nhân của ta, ngài vẫn chưa xuất phát sao? thương vọng ra kiếm vào vỏ. Thời cơ đã tới. Hắn xoay người lập tức đi ra ngoài hắn cực kỳ chắc chắn một điều rằng mấy con tinh thú cuối cùng bị chém không hề gia tăng tinh lực tinh lực tích lũy của hỏa đồ đằng đã đến cực hạn được vậy ngài tiếp tục đợi đi gì cái gì cơ giọng nói của khánh hỏa cao xí đột ngột cao lên khương vọng đột nhiên muốn xuất phát khiến gã không kịp thích ứng khương vọng dừng bước hỏi sao thế bây giờ không thể đi sao có đương nhiên là có khánh hỏa cao xí vội nói Ngài đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu với chúng ta lâu như vậy, có lẽ cũng hiểu rõ thực lực của nhóm chiến binh, ngài xem muốn mang chiến binh nào đi theo đây. Khương Vọng lắc đầu, không phải trước đó ngươi đã chọn xong người rồi hay sao? Dùng bọn họ đi. Khánh Hỏa Cao Sí cười xòa, không phải chuyện đó đã qua rồi hay sao? Vì Khánh Hỏa bộ mà gã thực sự đã hạ mình. Một câu ngài, hai câu ngài, nhịn oán nhịn sai, phục vụ Khương Vọng như phục vụ ông lớn. Tinh tướng đại nhân, Khánh Hỏa Nguyên Thần có chút bất bình nói. Ngươi khinh thường binh lính chúng ta sao? Không phải khinh thường, Khương Vọng nói, mà là chỉ cần mình ta là đủ rồi. Khánh Hỏa cao xí đuổi theo vài bước. Sự tự tin mãnh liệt của Khương Vọng lúc này khác với hắn của lúc trước. Bước được vài bước, Khánh Hỏa cao xí liền có quyết định, thế là nói, cho Nguyên Thần đi theo ngài đi. Lúc này Khương Vọng không cự tuyệt nữa, vậy thì đi thôi. Khánh Hỏa Cao Sí liếc mắt ra hiệu với Khánh Hỏa Nguyên Thần, đương nhiên gã cũng không thể cho mấy lão nhân kia đi theo Khương Vọng đến ván cờ sinh tử được. Khương Vọng sớm đã chứng minh thực lực rồi, lần này Khánh Hỏa Bộ muốn tranh thứ hạng. Khánh Hỏa Nguyên Thần cũng hiểu rõ, chọn ra 15 chiến binh ở đó rồi âm thầm đuổi kịp Khương Vọng. Tính cả y nữa thì 16 chiến binh trấn thủ vô chi địa cuộc này chính là những người tiến vào ván cờ sinh tử mà Khánh Hỏa Bộ đã chọn ra quả nhiên là Khương Vọng không nói gì cả. Hắn chưa đến mức bắt 16 lão nhân kia đi cùng. Chuyện hắn không chịu chọn người, và cả chuyện cố ý không để lộ kế hoạch trước đó chính là vì muốn khiến cho những người này lo lắng. Thực chất đều là để thể hiện sự tức giận vì chuyện Thánh Hỏa Kỳ Minh nhảy xuống U Thiên. Nếu không phải Thánh Hỏa Cao xí ép Thánh Hỏa Kỳ Minh xuống địa quật, thì chuyện này sẽ không hề xảy ra. Thánh Hỏa Cao Sĩ cũng hiểu rõ điều này nên luôn bày ra dáng vẻ chịu mắng mỏ chịu chế dẻo thậm chí là tâm trạng nóng lòng với hắn không che giấu mấy ngày nay của gã cũng không hẳn không phải là để khương vọng nguôi giận. Đối diện với đại cục của Khánh Hỏa Bộ, gã thực sự đã làm những chuyện không coi trọng vinh nhục nữa. Trong mấy ngày đợi ở vô chỉ địa quật, mỗi ngày đều ở trong vòng tuần hoàn nghỉ ngơi và chém giết. Bây giờ đột nhiên rời khỏi thành lũy, thực cảm thấy như đã trải qua một đời. Bây giờ là buổi chiều ở phù lục, sắc trời vẫn còn sáng. Khánh Hỏa Nguyên Thần đi trước dẫn đường, một đường bay nhanh. Đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất để gấp rút đi đến hỏa đường của Khánh Hỏa Bộ, gần đây Khánh Hỏa Hành vẫn luôn trấn thủ ở chỗ này, sẵn sàng đưa cờ chủ đến văn cờ sinh tử bất cứ lúc nào. Khi nhìn thấy hỏa đường, Khương Vọng mơ hồ có chút ảo giác như Khánh Hỏa Kỳ Minh vẫn còn ở đó. Nhưng lý trí đã nói với hắn, đây là điều không thể. Vu Trúc mới đã nhậm chức từ lâu, vẫn mang cái bộ mặt khoa trương như cũ, vị vu trúc này không hề liên quan gì đến chỉ mạch của Khánh Hỏa Kỳ Minh. Một vu trúc không có cách nào vượt qua nỗi sợ hãi, không dám xuống địa quật là đủ để trở thành ô danh của bộ tộc nên Khánh Hỏa bộ đã sớm bồi dưỡng vu trúc mới. Có điều vì thân phận của Khánh Hỏa Kỳ Minh có chút đặc biệt nên mới không có cách nào bỏ cũ thay mới một cách dễ dàng. Thương vọng không nói gì với vị vu trúc mới này. Đương nhiên vu trúc mới cũng vẫn duy trì được tốt dáng vẻ của vu trúc đại nhân. Đoàn người đi theo Vu Chúc mới vào trong hỏa đường. Đi qua dãy hành lang dài, một bên lối rẽ chính là hồ đỏ đằng mà lần trước Khương Vọng đi qua, bên còn lại là đích đến lần này, trong cùng một căn phòng tối, có một cánh cửa dày đặt hoa văn ở giữa phòng. Ngoài nó ra thì không còn cái gì khác cả. Vu Chúc mới đứng ngoài cửa, tay làm động tác mời vào. Không cần nghĩ lễ gì cả, hoặc có thể nói là đã đợi đến mức sốt ruột rồi nên Khánh Hỏa Hành đã chuẩn bị xong tất cả từ sớm chỉ đợi khương vọng đến khánh hỏa nguyên thần đi về phía trước đẩy cửa ra phía sau cánh cửa là một mặt tường lửa khánh hỏa nguyên thần lập tức tiến vào bên trong tường lửa khương vọng là người tiếp theo đi vào tường lửa không hề đốt người bước một bước ra cảnh vật đã khác cái nhìn thấy đầu tiên chính một cửa đá cực lớn vì có thanh quan mờ ảo di chuyển trên cánh cửa nên không nhìn rõ bên trong một phiến đá cao lớn dựng bên cạnh cửa đá có lẽ chính là bia đá kết quả. Toàn bộ ván cờ sinh tử được viết sơ lược trên phiến đá, những vị trí khác nhau, những sự vật khác nhau, phát ra những hình dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, cường độ ánh sáng khác nhau, trong đó, các điểm tròn nhỏ phát sáng nhiều nhất, cường độ ánh sáng cũng giống nhau, hơn nữa vẫn luôn di chuyển. Ví dụ như hỏa bộ tương ứng với điểm sáng màu đỏ, thủy bộ tương ứng với điểm sáng màu xanh, thổ bộ là điểm sáng màu vàng, ôn bộ là điểm sáng màu đen còn nhiều nữa. Còn cụ thể hơn đến độ mỗi tộc sẽ có một điểm khác biệt thì có lẽ chỉ có cư dân ở phù lục mới có thể phân biệt chính xác. Cửa đá này chính là cửa vào tham dự ván cờ lần này của Khánh Hỏa Bộ. Mấy người của bộ tộc Khánh Hỏa đều trấn thủ ở đây, chú ý đến bia đá kết quả. Từng giờ từng phút. Họ đều rất vui vẻ khi nhìn thấy nhóm người Khánh Hỏa Nguyên Thần đến đây. Dựa theo quy tắc cũ, bọn họ phải xác nhận thân phận nhập cờ của bản thân trên bia đá kết quả ví dụ như khương vọng là cờ chủ sẽ ấn vào con dấu của cờ chủ còn khánh hỏa nguyên thần là một trong hai con sĩ sau khi xác nhận xong khánh hỏa nguyên thần nhìn sắc trời khuyên cờ chủ đại nhân thời gian không còn nhiều nữa chỉ bằng ngày mai lại xuất phát khương vọng hỏi còn bao lâu nữa thì trời tối ván cờ sinh tử tuân theo thời gian sắc trời rất đúng giờ khánh hỏa nguyên thần nói còn nửa canh giờ vào khương vọng nói đi vào lúc này có nghĩa là nếu không thể chiếm được điểm sống đầu tiên trong vòng nửa canh giờ thì kết cục chắc chắn là thất bại và sẽ bị vang cờ sinh tử loại ngay lập tức hoặc cũng có thể chọn bỏ cuộc trước lúc đó rời khỏi ván cờ sinh tử nhưng sau khi rời khỏi thì sẽ không thể tiến vào nữa quyết định này chắc chắn là một quyết định rất mạo hiểm nhưng bao gồm cả khánh hỏa nguyên thần 16 binh sĩ của Khánh Hỏa Bộ cũng không có ý kiến gì khác. Khương Vọng là cờ chủ, quyết định của Khương Vọng chính là mệnh lệnh. Bất kể là đặt vào hoàn cảnh nào, sau nhiều năm chiến đấu trong vô chỉ địa cuộc có phạm vi lớn nhất, nguy hiểm nhất ở Khánh Hỏa Bộ, bọn họ đều đã là những chiến binh cực kỳ đủ tư cách. Khi bước vào cửa đá, quang thanh mờ ảo kia mang theo một loại quy tắc thân bí. Khương Vọng cảm nhận được sức mạnh đồ đằng vốn vô cùng mỏng manh kia của hắn hoàn toàn tan biến. Bạc vô âm tính, đây chính là nguyên nhân khiến cho cường giả của phụ lục không thể thi triển sức mạnh siêu phàm trong ván cờ sinh tử. Điều khiến hắn có thể thở dài nhẹ nhõm chính là chút tinh lực tích trữ trong hỏa đồ đằng kia không hề bị ảnh hưởng. Có nghĩa là sự chuẩn bị của hắn không hề uổng phí. Ván cờ sinh tử thực sự nhắm vào sức mạnh đồ đằng. Trong người khương vọng có đạo nguyên nên một chút sức mạnh đồ đằng bị mất đi căn bản không ảnh hưởng gì tới hắn. Còn 16 chiến binh đi sau hắn. Sắc mặt vẫn còn tốt cả Trước khi bọn họ đến ván cờ sinh tử Cũng đã lưu lại phần lớn sức mạnh đồ đằng Ở hồ đồ đằng trong hỏa đường Nghe nói đây là chuyện khánh hỏa cao xí Đã nhấn mạnh nhiều lần Thật là quá tiết kiệm rồi Nhưng có lẽ vì điểm xuất phát Của khánh hỏa cao xí là keo kiệt Nên hiệu quả sau cùng lại rất tốt Ít nhất là 16 chiến binh Đã rút ngắn rất nhiều thời gian thích ứng Sau khi bước vào ván cờ sinh tử Nhóm người khương vọng Ở trong một khe sáng có lẽ đây chính là phạm vi của điểm xuất phát ban đầu trước mắt bọn họ là một con đường được trải ra từ từng phiến đá to từng khuôn mẫu to nhỏ của các phiến đá đều giống nhau như đúc chiều dài chiều rộng đều là sáu trượng và mỗi phiến đá này chính là một ô trong ván cờ sinh tử chính là vị trí của mỗi quân cờ phạm vi có thể nhìn thấy không hề rộng thậm chí còn có thể nói là chật hẹp bởi vì hầu như cảnh vật xung quanh đều ẩn trong sương mù loại sương mù che lấp tầm mắt này bất cứ thủ pháp gì cũng không xua tan được thuộc về sương mù quy tắc của ván cờ sinh tử lúc trước ở trấn tiểu lâm của thành phong lâm sau khi toàn bộ trấn nhỏ bị bạch cốt đạo hiến tế bởi vì nó đã kết nối với cõi u minh nên cũng sinh ra sương mù đương nhiên cấp bậc của hai loại sương mù này cũng không giống nhau nhưng ở ván cờ sinh tử coi sương mù quy tắc của cờ sinh tử là sương mù ngăn cách hai giới cũng không phải là không thể thời gian trôi đi rất nhanh đảo mắt đã qua nhiều năm. Đám sư huynh đệ cùng đi đến trấn tiểu lâm năm đó, hiện giờ, có lẽ chỉ còn lại một mình đổ giả hổ. Cũng không biết huynh ấy sống thế nào ở cửu giang huyền giáp. Trong mắt khánh hỏa nguyên thần, Khương Vọng chỉ thoáng ngẩn ra rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong tay Khương Vọng có nắm một quyển sách lộ màu vàng sáng, cũng chính là khế ước vương quyền mà lúc ấy hắn ký kết khi buông xuống thông qua nghi thức điểm tinh tướng. Mặt trước là khế ước và chữ ký bằng máu của hắn, lật mặt trái lại thì có vô số điểm sáng lập lòe gần như cung cấp với tấm bia đá kết quả loại nhỏ có thể mang theo bên người người vào ván cờ dựa vào cái này để nắm giữ vị trí của mình và người cạnh tranh khác dễ bề chơi cờ hơn điểm khác biệt duy nhất chính là trên tấm bia đá kết quả này có thể biểu hiện vị trí các đội ngũ cạnh tranh vào mọi thời khắc người đang ở trong ván cờ mỗi ngày chỉ có một cơ hội để xem vị trí của tất cả những người cạnh tranh trên khế ước vương quyền mỗi người phải tự biết nắm bắt thời cơ sử dụng. Khương Vọng không chút do dự mà sử dụng cơ hội hôm nay. Lúc này quan điểm màu đỏ hình tròn mà bọn họ đại diện đang nằm ngoài rìa xa nhất trên toàn bộ bàn cờ sinh tử. Mà quan điểm màu tím ở bên trong nhất hiện giờ chẳng ai khác ngoài xích lôi bộ mà lôi chim càng đại diện. Tạm thời khánh hỏa bộ không cần phải suy xét đến đội ngũ đang dẫn đầu kia. Mấu chốt nhất bây giờ là tìm kiếm, sinh điểm, đồng thời chiếm cứ nó ván cờ sinh tử chia thành cờ chủ cờ sĩ cờ tướng cờ tốt mỗi một thân phận đều có ý nghĩa khác nhau thể hiện quan trọng nhất là nằm ở tầm nhìn quy tắc sở dĩ được gọi là quy tắc nguyên nhân là vì tầm nhìn trong ván cờ sinh tử cũng không bị ảnh hưởng bởi điều kiện cá nhân mà là sinh ra dưới quy tắc nói cách khác bất kể một khiếu khai phá hoàng mỹ đến mức nào bất kể có đồng thuật mạnh ra sao quy tắc không cho phép thì sẽ không nhìn thấy được mà dưới tình huống quy tắc cho phép cho dù là người mù thì vẫn có thể nhìn ra mục khiếu năng lực nhìn xa mà trong cờ sinh tử cờ chủ có thể thấy được bảy vị trí ở chính diện tức là bảy cờ vị ở chung quanh đều nằm trong phạm vi tầm nhìn không bị sương mù quy tắc che lấp hai cờ sĩ chỉ có thể nhìn thấy theo góc nghiêng thấy được sáu vị trí ví dụ như bốn khối đá tạo thành một chữ điền Do bị quy tắc hạn chế nên cờ sĩ ở khối đá góc trái bên dưới không nhìn thấy chung quanh, chỉ có thể nhìn được góc nghiêng, cũng tức là mảnh đá góc trên bên phải. Lấy vị trí của bản thân hắn làm trung tâm, nhìn được liên tục 6 cờ vị theo hướng chéo theo bất cứ hướng nào. 6 cờ tướng, chỉ có thể nhảy khỏi vị trí để nhìn thấy, nhìn thấy được 4. Ví dụ như ba khối đá tạo thành một chữ mục, nếu cờ tướng ở vị trí khối đá thấp nhất thì sẽ không nhìn thấy được tình hình của khối đá chính giữa, mà chỉ có thể nhìn thấy khối đá đằng trước nhất. Với cách quan sát như vậy, có thể nhìn thấy tình cảnh chung quanh với bốn lần nhảy vị trí ở mọi phương hướng bất kỳ. Tám cờ tốt, chỉ có thể nhìn thấy một vị trí. Cái này là đơn giản nhất, chỉ có thể nhìn thấy một cờ vị trong tầm nhìn chung quanh cùng với hướng nghiêng. Chính vì cờ chủ, cờ sĩ, cờ tướng, cờ tốt đều có tầm nhìn quy tắc khác nhau, bởi vậy có thể diễn sinh ra rất nhiều tổ hợp tầm nhìn. Tầm quan trọng của tầm nhìn trong cờ sinh tử là điều không thể nghi ngờ, bởi vậy, trong cờ sinh tử cũng không tôn sùng việc hành động một mình. Cho nên sau khi toàn quân Tật Hỏa bộ bị diệt chỉ còn lại cờ chủ, cho dù cờ chủ của Tật Hỏa bộ có thực lực phi phàm, các bộ tộc khác cũng không xem trọng hắn ta. Đương nhiên, những người biết thân phận của Khương Vô Tà như bọn Khương Vọng tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác với hắn ta. Mỗi một khối đá đại diện cho một cờ vị, dài rộng đều đạt tới 16 trượng đủ cho 17 người đứng chung một chỗ. Như vậy có lẽ tương đối an toàn, ổn thỏa, nhưng hiển nhiên không thể lợi dụng tầm nhìn quy tắc một cách tối ưu nhất. Khương vọng làm cờ chủ, có thể nhìn thấy tình huống trước người và bảy vị trí chung quanh. Cờ sĩ có trách nhiệm hộ vệ, hai cờ sĩ bao gồm cả Khánh Hỏa Nguyên Thần đang đứng chung một vị trí với Khương Vọng, bảo vệ hai bên xung quanh. Có thể trợ giúp Khương Vọng quan sát tình huống sáu cờ vị hướng nghiêng. Mỗi người phụ trách quan sát một hướng xéo thánh chủ cổ xưa lấy sáu tướng phụ chính nên tầm quan trọng của cờ tướng hẳn cũng không cần phải bàn nhiều tầm nhìn quy tắc của cờ tướng là thấy được bốn bước nhảy nói cách khác có thể nhìn thấy tình huống xa nhất ở cờ vị thứ tâm theo hướng thẳng tầm nhìn cực hạn còn nhiều hơn tầm nhìn quy tắc của cờ chủ một vị trí bởi vậy bốn gã cờ tướng đồng hành chung với khương vọng phân chia ra quan sát bốn phương hai gã cờ tướng còn lại thì chia nhau đi ở hai cờ vị trái phải cờ chủ trọng điểm là quan sát phía trước. Tám cờ tốt chia làm hai đội, mỗi bên bốn người, bảo vệ trái phải xung quanh hai cờ tướng. Toàn bộ đội ngũ lấy đội hình như vậy để đi tới. Bố cục như vậy không thể lợi dụng tầm nhìn quy tắc một cách tốt nhất, nhưng tương đối an toàn. Bởi vì không ai nói trước được, trong những sương mù nhìn không thấu kia đang ẩn giấu nguy hiểm gì, nếu khoảng cách quá xa, lúc có bất trắc xảy ra thì không có cả cơ hội cứu viện bởi vì sức mạnh siêu phàm của chiến sĩ Khánh Hỏa Bộ đều bị xóa đi lúc bước vào cờ sinh tử nên Khương Vọng cần phải để ý đến tốc độ của bọn họ. Người có tốc độ chậm nhất trong cả đội ngũ chính là tốc độ của cả đội. Khánh Hỏa Bộ đã dùng tinh lực nhiều năm vào u chỉ đồ đằng, căn bản cũng không có kinh nghiệm tham dự ván cờ sinh tử gì. Dưới yêu cầu của Khương Vọng, mỗi lần đi được ba vị trí, các cờ sĩ và cờ tướng đều phải báo cáo tình huống trong tầm nhìn quy tắc của mình một lần. Tướng nhất, an toàn. Tướng nhị, an toàn. Tướng tam, an toàn. Mỗi người đều lấy sĩ nhất, sĩ nhị, tướng nhất, tướng nhị, tướng tam để sắp xếp. Như vậy thì một khi phát sinh bất ngờ, đội ngũ có thể nhanh chóng nắm bắt chính xác vị trí phát sinh ở đâu. Trải nghiệm tham dự tác chiến trong thu sát quân cực kỳ quý giá, là một trong cửu tốt của Tề quốc, thu sát quân gần như có thể đại diện cho trình độ quân đội đỉnh cấp của hiện thế. Hắn đã từng có kinh nghiệm như vậy nên khi phải an bài kế hoạch tác chiến cho một tiểu đội thế này cũng không phải là quá khó xử. Sĩ nhất, an toàn. Sĩ nhị, bên phải vị trí xéo phía trước có một đội thạch binh cầm thương. Trong cờ sinh tử có các loại thạch binh, lấy 5 người tạo thành một đội. Chiến lực của chúng không tính là mạnh, nhưng đối với chiến sĩ bộ tộc mất đi sức mạnh siêu phàm, đại khái phải trong tình huống hai đánh một mới có thể nắm chắc thắng lợi. Không cần để ý tới tiếp tục đi về phía trước, Khương Vọng chỉ huy. Lúc có lựa chọn, chiến đấu tiếp xúc với các loại thạch binh khác nhau là điều cần thiết, như vậy nếu gặp trường hợp không thể tránh khỏi chiến đấu, mới có thể suy tính sẵn trong lòng. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm hàng đầu lúc này, tránh được chiến đấu thì nên tránh. Trước kia ở đạo quán, lúc bọn họ lấy hình thức tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, người chỉ huy toàn là lão đại Lăng Hà. Phong cách chỉ huy của y ổn trọng, Chu Toàn gần như chưa từng xảy ra lỗi, cũng rất ít khi nhìn thấy biểu lộ cực kỳ xuất sắc. Bây giờ, khi Khương Vọng làm chỉ huy đội ngũ, hắn cũng bất giác bị ảnh hưởng đôi chút. Hắn tận lực không mạo hiểm, lấy hoàn thành mục tiêu đã định là ưu tiên hàng đầu. Không ngừng đi về phía trước, không ngừng tiếp thu tin tức, hầu hết thời gian đều trầm mặc, chỉ khi nào cần thiết mới hạ lệnh. Nửa canh giờ cũng không phải nhiều, cho nên người nào cũng cố gắng tối đa. Tướng Lục, Phát hiện sinh điểm ở bước nhảy thứ tư Cờ tướng đánh số tướng lục mừng rỡ la lên Chuẩn bị chiến đấu Chung quanh sinh điểm nhất định sẽ có trở ngại Khương vọng không chút do dự mà đi qua một vị trí bên phải Mãi khi đến được trước vị trí nhảy thứ tư Tâm nhìn bảy cờ vị phía trước con đường này mới được mở ra toàn bộ Bởi vì là khoảng cách một vị trí xem được một vị trí Thật ra bước nhảy thứ tư trong tầm nhìn quy tắc của cờ tướng chính là cờ vị thứ tám ở hướng thẳng, cũng chính là vị trí kế tiếp bên ngoài tầm nhìn cực hạn theo quy tắc của cờ chủ là Khương Vọng. Lúc này trong tầm nhìn quy tắc của Khương Vọng, vị trí thứ bảy phía trước có hai đội kỵ binh người đá đang đứng lặng. Mũ đã giáp đá ngựa đá. Ngay vào lúc Khương Vọng nhìn thấy chúng nó, chúng cũng đã phát hiện. Đám người Khương Vọng. Chúng đều nhịp mà nâng kỵ thương lên, xếp thành hai đội. Lộc cộc đát. Ngựa đá dẫm lên mặt đất, trong nháy mắt đã từ yên lặng chuyển thành hành động, xung phong lao đến. Khánh Hỏa Nguyên thần nâng đao muốn đi về phía trước, một bóng hình đã lấy tốc độ y không cách nào với tới mà lao vọt ra. Khương Vọng tựa như sao băng, chính diện đối đầu với hai đội kỵ binh người đã. Tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, kỵ binh người đá mới lao ra hai vị trí thì hắn đã đến sát bên. Trường kiếm hoành mâu, một kiếm cắt ngang. Một kiếm danh sĩ thất vọng, Tiếng va chạm trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, như đao cắt qua đậu hũ, không có chút lực cản nào cả. Khương vọng tiến lên một bước, đã bước vào, sinh điểm, phía trước. Lạch cạch, lạch cạch. Ở phía sau hắn, kỵ binh người đá đồng loạt ngã xuống đất, nứt thành đá vụn đầy đất. Một kiếm phá mười kỵ. Có trải nghiệm kề vai chiến đấu trong vô chỉ địa cuộc, đâm người thánh hỏa nguyên thần đã sớm không còn kinh ngạc trước thực lực của hắn. Họ chỉ cắm đầu mà đuổi về hướng sinh điểm trong lòng tràn đầy may mắn vì ôm được cái chân thô to như thế. Bản thân, sinh điểm nhìn cũng không có gì đặc thù, chỉ là sau khi nó bị nhìn thấy thì nó sẽ hiện ra màu trắng trên khế ước vương quyền, khác với những cờ vị chung quanh. Khi đám người khánh hỏa nguyên thần đuổi tới, Khương Vọng đã một mình đi một vòng quanh sinh điểm thanh trừ toàn bộ nguy hiểm. Chỉ còn lại đá vụn đầy đất, chúng như đang kể ra bản thân đã từng tồn tại nhưng căn bản không thấy rõ là dạng binh chủng người đá gì nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha